chương 1640, thánh nhân bỗng nhiên đến hạ. Chu Tú Nhi không khỏi giận dữ, người cũng quá không để ta ở trong mắt đi. Nhưng đối mặt Lăng Hàn, nàng thật không có quá nhiều biện pháp, bởi vì người có thể áp chế Lăng Hàn chỉ mấy cái như vậy. Lẽ nào thật sự muốn đi gọi minh tâm thánh nhân đến? Nhưng nếu đối phương có ý bái kiến sư mẫu nàng, lấy thần thức của thánh nhân lẽ nào không biết nàng đã giá lâm? Không ra bái kiến, hiển nhiên là muốn tránh nàng. Thánh nhân muốn trốn đi, nàng có thể tìm được sao? Chu Tú Nhi chỉ cảm thấy uất ức, lấy thân phận của nàng lại còn thu thập không được một học sinh nho nhỏ. Vù, một luồng thánh uy đẩy ra, Minh Tâm thánh nhân ngoài ý muốn xuất hiện. Chu Tú Nhi không khỏi cười gần nói, "Minh Tâm, ngươi thật tự đại, bản thánh mẫu đến lâu như vậy, lúc này ngươi mới đi ra gặp ta." Minh Tâm thánh nhân không để ý tới, chỉ ngẩng đầu nhìn trời, chân mày hơi nhíu lại. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, dáng dấp kia của Minh Tâm thánh nhân không phải là giả ra, có thể làm cho một vị thánh nhân cao mày, hắn đến tột cùng nhìn thấy đồ vật gì phu một kim quang đại đạo từ trên trời mà rơi xuống thánh uy tràn ngập lại có thánh nhân đến chỉ một chớp mắt liền gặp một bóng người đạp lên kim quang đại đạo đi tới nhìn như bước chậm nhưng một bước chính là ngàn tỷ dặm đã xuất hiện ở trong học viện đây là nam tử trung niên vóc người thon dài da rẻ trắng nón chỗ nghi tâm lại có một lạc ấn thạch đầu đạo hữu xưng hô như thế nào minh tâm thánh nhân mở miệng trong giọng nói có vẻ rất thận trọng thánh nhân chính là nhân vật mạnh mẽ nhất trên đời này, cho dù đối phương chỉ là một tiểu thánh, nhưng nếu nổi cơn giận, có thể trong nháy giết chết toàn bộ mọi người ngoại trừ 10 thánh. Nơi này còn có thể tử cùng nhi tử của tinh sa đại thánh, minh tâm thánh nhân đương nhiên không dám khinh thường. Người đàn ông trung niên nhìn minh tâm thánh nhân một chút, mới nói. Bản tọa hồ anh mộc, hồ đạo hiếu, minh tâm thánh nhân ôm quyền, bản tọa minh tâm, xin hỏi đạo hiếu mạo muội đến đây, là có gì chỉ giáo? hồ anh mộc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói hồ ra ta có mấy tộc nhân trẻ tuổi chết mất theo ta thôi diễn cùng nơi này có quan hệ đến trả thù sắc mặt minh tâm thánh nhân lạnh xuống nói vậy đạo hữu phải điều tra rõ ràng dù sao mạng người quan trọng hồ anh mộc không hề bị lay động ánh mắt đảo qua quét hết thầy học sinh một lần ở dưới ánh mắt của thánh nhân mỗi người cảm giác mình thật giống như trần trụi không có một tia bí mật có thể nói cho đến khi minh tâm thánh nhân hừ một tiếng lúc này hắn mới thu hồi ánh mắt nói. Bản tọa ở trên tinh thể không xa phát hiện một chiếc chiến xa, kia tuyệt đối không phải là các người có thể nắm giữ. Bản tọa suy đoán, trong các người có người ở ngoài gặp được con cháu Hồ Gia Ta đạt được bảo vật, liền công kích, sát hại bọn họ. Hắn dừng một chút, lại nói, yêu cầu của bản tọa rất đơn giản, giao bảo vật ra, giao hung thủ giết người ra. Minh tâm thánh nhân không khỏi cười gần, người đây cũng quá hung hăng đi, chạy đến nơi đây muốn này muốn nọ, cho rằng là địa bàn của ngươi sao? Ngươi cũng chỉ là một tiểu thánh, nhưng nơi này có 10 vị thánh nhân tọa chấn, càng có một vị đại thánh, nào cho phép ngươi hả hê? Chúng ta không có nghĩa vụ này, hắn kiên quyết từ chối. Hồ Anh Mộc giận hơn, chỉ thấy loạn tinh nữ hoàng cùng thái miểu vừa vặn từ giữa bầu trời rơi xuống, hắn vừa vặn hạ xuống nơi này cũng là bởi vì phát hiện nữ hoàng cùng thái miểu chiến đấu, dù sao cũng là hàng hà cảnh, rất mạnh. Trước hắn không để ý chút nào, lúc này mới vừa vặn nhìn thấy loạn tinh nữ hoàng, con mắt của hắn lập tức mở to. Vẻ đẹp của nữ hoàng, lực sát thương đối với nam nhân tuyệt đối là cấp hủy diệt, ngay cả thánh nhân cũng không ngoại lệ. Thánh nhân cũng là người, chỉ là thực lực càng mạnh hơn một ít mà thôi. Hồ Anh Mộc khổ sở tu luyện không phải vì lý tưởng cao thượng gì, đúng, mỗi võ giả đều có nguyện vọng sung kích trí cao, đây cũng không phải là mục đích, trung quy phải có nguyên nhân, tại sao phải làm như thế. Có mấy người đơn thuần là vì mạnh mẽ, có mấy người là vì có thể thu được tuổi thọ dài lâu, có mấy người vì quyền lực, có mấy người vì tự do, có mấy người vì mỹ nữ. Hồ Anh Mộc đối với nữ sắc không cảm thấy quá hứng thú, nhưng ở trước mặt tuyệt mỹ của nữ hoàng, hắn tự chủ liền tan thành mây khói. Hơn nữa, thánh nhân muốn cái gì trực tiếp cướp đoạt là được, cần phải có kiêng kỵ gì. Hắn hung hãn ra tay, tóm về phía loạn tinh nữ hoàng. Lớn mật, minh tâm thánh nhân giận dữ, lại dám ở trước mặt hắn ra tay bắt người, thật sự cho rằng thánh nhân như hắn là trang trí sao. Hắn vỗ ra một trường, thánh uy tràn ngập, thánh nhân giận dữ, thiên địa thất sắc. Hồ Anh Mộc rên lên một tiếng, nhưng không thể không thu tay lại, chống đỡ về phía minh tâm thánh nhân. Cho dù hắn tự nhận thực lực trên minh tâm thánh nhân, nhưng đều là thánh nhân, hắn nào dám mặc cho minh tâm thánh nhân vỗ một trưởng lên người. Kia tuyệt đối là muốn chết người. Oanh, hai thánh nhân đấu một đòn, tạo nên sóng gợn vô tận, hóa thành gợn sóng tuôn tới bốn phương tám hướng. Âm âm âm, toàn bộ vũ viện nhất thời bị sóng trùng kích phá hủy, vô số người như rơm dạ bị thổi bay, thổ huyết, có càng thảm hại hơn, bị xé mất cánh tay bắp đùi, trong nháy mắt làm cho cả vũ viện biến thành tu la địa ngục. Cũng còn tốt, Trung Quy vẫn có trận pháp thánh cấp cản một hồi, cũng không có người bởi vậy bỏ mình. Đây chính là thánh nhân, cho dù chỉ là một tia dư âm đẩy ra cũng có thể đánh giết vô số người. Hơn nữa, mới vừa rồi còn có trận pháp thánh cấp trận một hồi, kế tiếp lại bạo phát một đòn, vậy khẳng định sẽ xuất hiện tử thương diện tích lớn. Đáng chết, minh tâm thánh nhân dựng thẳng tóc, có vẻ giận không nhịn nổi. Chín tiểu thánh bọn họ bị tinh xa đại thánh ảnh hưởng, đều có thiên tính bồi dưỡng nhân tài, không nói đều coi mỗi một đệ tử như con cái, nhưng quả thật để bọn họ đầu nhập tâm huyết cùng hy vọng rất lớn. Nhưng vũ viện khổ tâm kinh doanh nhiều năm nói hủy liền hủy, một đám người tử thương nặng nề, hắn đương nhiên bạo nộ rồi. Người cũng xứng ngăn ta, hồ anh một cười gần, cũng không nhìn một chút hắn chính là từ cấm địa đi ra, sức chiến đấu là tiểu thánh phổ thông có thể so sánh sao hắn không chút để sinh tử của mọi người ở trong lòng nào, một trưởng vỗ ra, muốn chấn áp minh tâm thánh nhân. chương 1641, chư thánh vây công. Người quá mức, minh tâm thánh nhân giống to, phù thần cốt trong cơ thể hắn phát sáng, sát trận đã vận chuyển, khoát tay, một luồng ánh kiếm quét ra, kinh diễm toàn bộ tinh không. Ồ, hồ anh mộc hơi run run, thân hình xoay một cái, lui về phía sau vài bước. Hắn có chút kinh ngạc, cũng thật là có chút coi thường ngươi, ngươi là tu lấy thân hóa trận minh tâm thánh nhân không đáp tiếp tục giết về phía hồ anh mộc cả người kiếm khí bốc lên hắn thật sự nổi giận sát ý mút trời nhưng ở trước mặt ta còn chưa đủ xem hồ anh mộc ngạo nhiên nói bát thạch vật bắp thịt cả người hắn khối khối nhô lên đã biến thành một thạch đầu nhân to lớn mỗi một tảng đá đều phảng phất như thánh liệu cứng rắn không thể phá vỡ đúng thời điểm vận chuyển bát thạch vật thân thể của hắn tựa như thánh liệu cung cấp chỉ là run dế mà thôi Hắn nghênh tiếp về phía minh tâm thánh nhân, đầy mặt xem thường. Bất luận người nào của thần giới ở trong mắt cấm địa đều là run dế, dù đạt đến thánh nhân cũng không ngoại lệ, nhiều lắm chỉ có thể coi là run dế mạnh mẽ một chút, đây là một loại miệt thị phát ra từ căn bản. Hai tên thánh nhân đại chiến, những người khác liều mạng chạy trốn, nếu bị một đạo dư âm chiến đấu quét chúng, tuyệt đối là lập mắt xong đời. Cong 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 cong, từng đường kim quang đại đạo phô đến, hắc hà thánh nhân, vân hà thánh nhân. Cùng đến bọn họ đồng loạt ra tay, tiêu trừ dư âm chiến đấu rời rạc, nếu không thì, học sinh nơi này ít nhất phải chết đi 6-7 phần 10. Bọn họ cũng không phải một thân một mình đến, mà còn mang theo một ít học sinh của phân viện mình, đương nhiên đều là người tài ba. Kiêng kỵ vừa đi, hơn nữa có người ở sau lưng tỏa chấn, minh tâm thánh nhân nhất thời đại phát thần uy, phát huy thực lực đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng mà, Hồ Anh Mộc thật không phải thổi ra, thực lực của hắn càng mạnh hơn. Đặc biệt là hắn vận chuyển bát thạch thuật, thể phách kinh người, trong cung cấp cơ bản không có mấy người tổn thương được hắn, trời sinh liền đứng ở thế bất bại, cái này cũng là nguyên nhân hắn dám hoành hành vô kỵ, không để thánh nhân ở trong mắt. Cái gì? Minh Tâm thánh nhân lại bị áp chế? Không phải chứ? Tuy Minh Tâm thánh nhân ở trong 9 thánh xếp hạng thứ 8, nhưng luận chiến lực, hắn tuyệt đối là ba vị trí đầu. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chúng ta có 9 thánh a. Mọi người nhìn đến mắt chỉ thần huyễn, thánh nhân ở trong lòng bọn họ là vô địch, nhưng thánh nhân cùng thánh nhân đối đầu tự nhiên vẫn có mạnh yếu khác biệt, chỉ là không ai nghĩ tới, Hồ Anh Mộc sẽ mạnh như vậy. Hừ, nhiên đăng thánh nhân, khổ trà thánh nhân đồng thời bay ra, gia nhập chiến đoàn, không ra tay nữa, minh tâm thánh nhân liền muốn thất bại. Đừng nói chỉ là ba thánh, chín cái các ngươi cùng một chỗ đến cũng chỉ có bị bản tỏa chân áp. Hồ Anh Mộc cười gần, những cái này dựa vào bản thân tìm tòi ra thánh đạo, có thể so với truyền thừa của cấm địa sao. Hắn hét dài một tiếng, song quyền bạo anh, lực lượng vô cùng. Ba thánh liên thủ cũng không dám tiếp xúc phong mang, chỉ có không ngừng lui về phía sau. Cuồng vũ thánh nhân cùng thiết đao thánh nhân nhìn nhau một cái, cùng nhau gia nhập chiến đấu. Nhưng, vẫn không địch lại, tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, tương tự là thánh nhân, làm sao tranh lệch sẽ lớn như vậy. Cái này không phải tranh lệch một chút, mà là một đoạn lớn, năm thánh liên thủ cũng không thể chấn áp hồ anh mộc, thậm chí rơi vào hạ phong. Đây cũng quá mạnh đi, bất đắc dĩ, chín thánh chỉ có cùng nhau liên thủ lên, lúc này mới ngừng lại xu hướng suy tàn, nhưng muốn nói có thể đánh bại Hồ Anh Mộc lại tranh lệch không biết bao nhiêu. Được rồi, một thanh âm thong thả vang lên, như thiên địa truyền đạt ý niệm, khiến người ta căn bản không thể chống cự. Sư phụ, chín thánh tự nhiên lập tức dừng tay, trên mặt Hồ Anh Mộc hiện ra vẻ giấy ruộng, nhưng vẫn dừng tay lại nói. Hóa ra còn có một vị thánh nhân, không sai, thực lực ngươi ở trên ta, ta căn bản không có phát hiện sự tồn tại của ngươi. Nói như vậy, nhưng ngạo khí trên mặt hắn không có giảm mảy may bởi vì hắn là người của bát thạch cấm địa tùy tiện một tên lão tổ nào đi ra cũng có thể quét ngang toàn bộ thần giới người có thể rời đi tinh sa đại thánh từ tốn nói được giao ra hung thủ giết người giao ra bảo tàng mặt khác còn có nữ nhân này hồ anh mộc chỉ vào loạn tinh nữ hoàng trước chỉ phát hiện nữ hoàng đẹp như thiên tiên nhưng hiện tại mới chú ý tới thể chất mạnh đến nỗi nghịch thiên đây là tuyệt thế tiên thai nếu như cùng nữ nhân này sinh ra đời sau vậy tư chất tất nhiên sẽ đứng đầu cổ kim. Người quá đáng, tinh xa đại thánh lạnh lùng nói, cho hắn mà nói, mỗi một tên học sinh không chỉ là đệ tử của hắn, cũng là mặt mũi của hắn, ngay cả một tên học sinh cũng không thể che chở, hắn vẫn xứng làm đại thánh sao. Lại nói, người chỉ là một tên tiểu thánh mà thôi, mạnh hơn, vẫn là tiểu thánh. Các hạ, Hồ Anh Mộc nói, điều này không khỏi làm chín thánh trợn mắt, người chỉ là tiểu cực vị, lại dám gọi ân sư của bọn họ là các hạ, cái này không phải là muốn ngang hàng luận xử sao. Lớn mật, nhưng Hồ Anh Mộc không để ý chút nào. Địa phương ta đến, thực lực mạnh đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Nếu ngỗ nghịch ta, tất cả các ngươi, đều phải chết, hừ, tinh xa đại thánh cũng không thể nhẫn nhịn. Một bàn tay lớn nhất thời từ trên trời giáng xuống, đập tới Hồ Anh Mộc, hắn căn bản không cần hiện thân. Đại thánh cùng tiểu thánh tranh lệch thật giống như phàm nhân cùng sơn hà cảnh, lớn đến bầu trời. Âm âm âm, một trường ghim xuống, Hồ Anh Mộc đừng nói chống đối, ngay cả trốn cũng không chỗ trốn, nhất thời bị một trường ấn không. Nhưng một đạo hào quang màu xám diệu chuyển, đùng, bàn tay lớn này miễn cưỡng mở tung, hiện ra thân hình của Hồ Anh Mộc, không mất một sợi tóc. T, ngay cả đại thánh cũng quản lý không được hắn. Trên người của Hồ Anh Mộc có hào quang rực rỡ lượn lờ, nhìn kỹ, kia là một bảo y, quần áo có từng viên từng viên thần văn tỏa ra, như thiên địa trình bày một loại đạo lý nào đó. Hắn có thể đối kháng đại thánh, cũng không phải thực lực của bản thân hắn cường đại đến đại thánh, mà là bởi vì bảo y này. Cũng đúng, nếu như hắn thật sự có thực lực mạnh mẽ như vậy, không phải sớm có thể trấn áp Minh Tâm Thánh Nhân cùng 9 tiểu thánh sao? Chương 1642, ai có thể tiếp ta một chiêu? Ha 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 ha, Hồ Anh Mộc làm càn cười to, một bầy kiến hôi mà thôi, dĩ nhiên vọng tưởng tổn thương ta, tự tin từ đâu đến. Quá kiêu ngạo, quá kiêu ngạo, người lại không phải thật sự có thực lực đối kháng đại thánh a. Hồ Anh Mộc liếc nhìn mọi người, một đám rác rưởi, dù tu đến thánh cảnh vẫn như cũng là phế vật. Đây là cảm giác ưu việt của người cấm địa, từ trong xương xem thường người thần giới, coi mình là tiên vực di dân, cuối cùng có một ngày sẽ trở về. Thanh âm của Tinh Sa Đại Thánh vang lên, bảo y này cũng không phải là thánh liệu chân chính, chỉ là như pháp chỉ, có thời hạn sử dụng, lại có thể chặn bản tỏa bao lâu? Trừng trăm chiêu tuyệt đối không có vấn đề. Hồ Anh Mộc tràn đầy tự tin, hắn lấy ra một cái trống đây là tử mẫu thông tâm cổ, chỉ cần ta dung một cái, lại truyền vào thần thức, liền có thể lập tức truyền tới mẫu cổ. Ngươi là đại thánh, ta xác thực không bằng ngươi, nhưng bát thạch cấm địa ta có ba vị thánh vương, tùy tiện vị nào đi ra cũng có thể quét ngang thiên hạ, ngươi nhất định muốn gặp lão tổ nhà ta sao. Đây rõ ràng là đang uy hiếp, nhưng mà, cái uy hiếp này cực kỳ thực dụng. Thánh vương, khái niệm này nghĩa là gì, trên trời dưới đất, suy ngã độc tôn, nhân vật mạnh mẽ nhất toàn bộ thần giới. Thánh vương đối đầu đại thánh, như đại thánh đối đầu tiểu thánh, tuyệt đối nghiền ép. Thật muốn gặp phải một vị thánh vương đến, kia là hảo kiếp thế nào? Trời, dưới vùng trời này lại thật sự có thánh vương tồn tại. Phô Trương thanh thế, 10 thánh đều ở trong lòng lắc đầu, lấy nhãn lực của bọn họ có thể phân biệt ra đẳng cấp thần văn trên bảo y, xác thực vượt qua cấp độ đại thánh, vậy trong bát thải cấm địa quả thật có thánh vương tồn tại. Đương nhiên, đến cùng là ba vị hay chỉ có một vị, ai cũng không biết. Tinh xa đại thánh không nói, chín thánh không nói. Ha 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 ha, chỉ có tiếng cười phách lối của Hồ Anh Mộc vang vọng. Một đám cặn bã, không phải bản tọa xem thường các ngươi, bản tọa có thể đỡ lấy một chiêu của đại thánh, nhưng các ngươi ai có thể đỡ lấy bản tọa một chiêu? Có thể càn quấy như thế sao? Trên người ngươi có một cái bảo y, có thể địch đại thánh, lại không phải thực lực của chính ngươi. Nhưng ngươi dựa vào cái này hung hăng, không để mười thánh vào mắt, không khỏi cũng quá mức. Nhưng, ai có thể phản bác hắn? hắn nhận một đòn của đại thánh mà dưới đại thánh ai có thể tiếp hắn một chiêu có ai không có ai không hồ anh mục ngạo nhiên chỉ là một đám cặn bã nói sai các ngươi sao ngươi quá mức rồi tinh xa đại thánh hừ một tiếng một tiểu thánh cũng dám làm cản ở trước mặt hắn đây là chuyện bao nhiêu năm không hề có hồ anh mục hơi thu lại một hồi nhưng trên mặt vẫn mang theo cười gằn bản tọa vẫn là câu nói kia giao ra người hành hung giao ra bảo tàng còn có cô gái kia Bằng không, các người cũng có thể chọn một người đi ra, chỉ cần có thể đỡ lấy một chiêu của bản tọa, bản tọa có thể thu hồi lời nói mới rồi, còn có thể xin lỗi, cùng lập tức rời đi. Chín thánh không khỏi giận dữ, đại thánh đã đứng ra, ngươi lại còn dám nhắc tới điều kiện như thế. Có thể thả ngươi đi là tốt lắm rồi, bằng không, bản tọa liền mời lão tổ tới. Hồ Anh Mộc uy nghiêm đáng sợ nói, đến thời điểm, tất cả mọi người các ngươi đều chỉ có một con đường chết. Hung hăng, quá kiêu ngạo, tất cả mọi người căm phẫn sụp sôi cho dù ngươi là thánh nhân cái này cũng thật quá mức rồi ta đến để cho ta tới ta tới đón một chiêu không ít người trẻ tuổi nhiệt tình bộc phát bọn họ đều là người am hiểu phòng ngự trong đó không thiếu bá chủ như kỳ thiên hắn là thiên địa sinh dưỡng có đại năng lực mà người thường khó có thể tưởng tượng hơn nữa cách thánh cảnh chỉ thiếu chút nữa nhưng kém một bước là như thiên địa căn bản không thể vượt qua đều trở lại cho ta minh tâm thánh nhân khiển trách Mọi người uất ức, tinh xa vũ viện là thánh địa của mấy trăm tinh vực ở bốn phía, người người nhắc tới tinh xa vũ viện đều như hành hương, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ là từ nơi này đi ra. Nhưng hôm nay, một người ngoài một mình đánh tới, đạp toàn bộ bọn họ ở dưới chân. Bi phận A, nếu không, trong chín các ngươi ra một cái cũng được. Hồ Anh Mộc nhìn về phía chín thánh, chuyện này, đều là tiểu thánh, lẽ nào ngay cả một chiêu của hắn cũng không đón được. Minh tâm thánh nhân dũng cảm đứng ra ta đánh với ngươi một trận, ngươi không xứng. hồ anh mộc lắc đầu, cực kỳ xem thường, ngay cả một chiêu của ta cũng không thể đỡ. hắn thấy minh tâm thánh nhân lộ ra vẻ tức giận, lại nói, ngươi cho rằng, vừa nãy ta toàn lực ứng phó, cái gì? minh tâm thánh nhân suy nghĩ một chút, nhưng lắc đầu, hắn tuyệt không tin đối phương mạnh mẽ đến như vậy. có thể tiếp ta một chiêu, ta liền xoay người rời đi. hồ anh mộc ra tay, nhắm minh tâm thánh nhân nhấn tới, phu, bảo y trên người hắn phát sáng thần văn tỏa ra, mà đầu ngón tay thì ngưng tụ lại một điểm đen nhỏ, chỉ nhìn một chút cũng làm người ta cảm giác sâu thẳm vô tận. Oanh, chỉ điểm qua, Minh Tâm Thánh Nhân bị chấn bay ra ngoài, từng ngụm từng ngụm ho ra máu, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. mạnh như Minh Tâm Thánh Nhân cũng không tiếp được lực lượng chỉ tay của đối phương. Tất cả mọi người nhìn rõ ràng, kia là Bảo Y phát huy. Lúc này mới để Hồ Anh Mộc nắm giữ thực lực một đòn oanh bại Minh Tâm Thánh Nhân. Nhưng nếu Bảo Y này mặc ở trên người của Hồ Anh Mộc đó chính là tiền vốn của hắn. Lẽ nào người đi ra ngoài cùng người khác đánh, còn có thể bảo người khác cất thần binh cấp cao đi sao? Hiển nhiên không hiện thực, còn có ai, hồ anh mộc hung hăng, hắn đảo qua ở trên người chín thánh, nụ cười khinh thường càng ngày càng mạnh mẽ. Tuy chín đại thánh nhân mỗi người phẫn nộ, nhưng không có người nào lại mở miệng. Tuy minh tâm thánh nhân xếp thứ 8, nhưng sức chiến đấu là ba vị trí đầu, ngay cả hắn cũng không thể tiếp được, vậy những người khác lên cũng sẽ không để cho kết quả phát sinh biến hóa, hoàn toàn là tự rước lấy nhục. Nhưng nhìn Hồ Anh Mộc lớn lối như thế, ai có thể không tức giận đến run rẩy? Không có ai sao, một đám rác rưởi. Hồ Anh Mộc lắc đầu. Sau này, khắc hai chữ này ở trong lòng, các người chính là tồn tại nhỏ bé như vậy. Hiện tại, mau giao người và bảo tàng ra đây. Hắn cực kỳ tự kiêu, từ cấm địa đi ra, như thiên đế đi tuần, thế nhân chỉ có phần bái phục. Chương 1643, ta đến, ta tới đón ngươi một chiêu. Đúng lúc này, một thanh âm nhàn nhạt đánh vỡ bình tĩnh, một người trẻ tuổi đi ra. soạt ánh mắt của mọi người đều nhìn sang, Lăng Hàn, không ai nghĩ tới, ngay cả chín thánh cũng không đỡ nổi một đòn, nhưng Lăng Hàn sẽ vào lúc này đứng dậy. Lăng Sư Huynh, những học sinh mới không khỏi hô to, mỗi người vô cùng kích động. Bọn họ tự nhiên không tin Lăng Hàn có thể mạnh hơn chín thánh, nhưng dưới tình huống chín thánh bị thua cũng dũng cảm đứng ra, điều này cần dũng khí cỡ nào. Những học sinh cũ cũng thần tình kích động, bọn họ sớm nghe nói qua lăng hàn dám chống đối thánh mẫu, lá gan thực sự rất lớn, nhưng lần này là thánh nhân A, hơn nữa còn là thánh nhân cực kỳ hung hăng, chuyện này quả thật chính là cầm mệnh của mình mạo hiểm. Có mấy người cảm thấy lăng hàn ngu xuẩn, không nên trổ tài huyết dũng như vậy, nhưng phần dũng khí này là đáng giá kính phục. Có thể là chịu chết, nhưng cổ vũ tinh thần của vũ viện. Có vài thứ không thể ném, một số thời khắc không thể cúi đầu. Chớ có hồ đồ, lui về, minh tâm thánh nhân đứng vững, trợn mắt nhìn lăng hàn nói. Đùa giỡn, hắn còn chưa có chết, đến phiên đệ tử của mình che ở phía trước hắn sao? Nhưng Lăng Hàn nở nụ cười nói, đại nhân, chỉ là một vô danh tiểu tốt từ xó xỉnh nào đó nhô ra, để ta tiếp hắn một chiêu thì đã làm sao? Vô danh tiểu tốt, mọi người nghe, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, người không phải rất ngông cuồng sao, chúng ta càng cuồng. Lăng Sư Huynh, khá lắm, Lăng Sư Huynh, ta yêu ngươi, những học sinh mới giết gào, bọn họ trẻ tuổi, trong cơ thể có nhiệt huyết chảy xuôi, một điểm liền ngay nhưng rất nhiều học sinh cũ cũng bị cảm hóa gia nhập hàng ngũ hò hét dù bọn họ bị hồ anh mộc một chiêu giết chết toàn bộ vậy cũng tuyệt không có thể yếu đi khí thế người có thể thua nhưng cờ không thể gãy ánh mắt của hồ anh mộc phát lạnh chỉ là run dế lại dám miệt thị mình hắn vẫy vẫy tay nói đến bản tọa bảo đảm một trường đánh người thành mảnh vỡ mỗi một khối đều to nhỏ tương đồng lang hàn phẩy phẩy tay đừng khoác lác chờ sau đó liền bị mình làm mất mặt ha ha hồ anh mộc cười to người trẻ tuổi này cũng thật cuồng. Cha cha, mới hơn 100 tuổi cũng đã đạt đến hàng hà cảnh tiểu cực vị đỉnh cao, phần tư chất này thật là có chút đáng sợ, ngay cả thiên kiêu đứng đầu của cấm địa bọn họ cũng chỉ như thế. Còn giống như phải kém hơn một ít, tự tay giết thiên tài như vậy, hẳn rất có cảm giác thành công. Gia hỏa sinh nhi tử không hậu môn, mau lên đây, nếu có thể đánh được ta lui một bước, cầu ra liền phục ngươi. Trong đám người vang lên một thanh âm, rất tiện, không cần phải nói, khẳng định là đại hắc cẩu náo nhiệt giống như vậy làm sao có khả năng thiếu nó hồ anh mộc nhất thời biến sắc hắn nửa đời trước chiếu cố tu luyện vẫn không có cân nhắc sự tình đời sau sau khi bước vào thánh nhân tuy một hơi cưới hơn trăm nữ nhân nhưng thánh nhân muốn lưu lại đời sau khó con cẩu ra gì kia lại chú hắn sinh nhi tử không hậu môn thật đúng là điểm yếu của hắn ai sủa loạn ánh mắt của hắn đảo qua cực kỳ uy nghiêm đáng sợ là cầu ra của nhà ngươi có bản lĩnh đến cắn bản tọa a à. Thanh âm của đại hắc cầu tung bay, một hồi ở chỗ này, một hồi ở chỗ kia, ngay cả thánh nhân cũng không thể định vị nó, thủ đoạn cực kỳ thần kỳ. Hồ Anh Mộc thả ra thần thức, giống như thủy triều phun trào, muốn tìm ra đại hắc cầu. Này, người đánh nữa hay không? Tốt xấu gì cũng là thánh nhân, tại sao kỳ kỳ méo mó như vậy? Lang Hàn không kiên nhẫn nói. Mọi người vừa nghe, rồn dập cười to. Một người một trò đối đáp, đùa giỡn Hồ Anh Mộc đến không nhẹ, để bọn họ quét qua mù mịt khi chín thánh thất lợi. Hồ Anh Mộc đưa mắt chăm chú vào trên người Lăng Hàn, tuy hắn rất muốn giết đại hắc cẩu, nhưng trong thời gian ngắn lại không thể tìm ra, vậy trước giết Lăng Hàn cũng giống nhau, đây là một thiên tài siêu cấp, giết sẽ làm hắn cực kỳ có cảm giác thành công. Hơn nữa, dám chào phúng hắn, không đáng chết sao. Chậm, minh tâm thánh nhân cướp ra, hắn làm sao cũng không thể để đệ tử thay hắn xuất chiến. Xeo, lại một vệt kim quang đại đạo phô đến, tinh xa đại thánh hiện thân, hắn cũng ngồi không yên, dơ dơ tay áo, chừng Lăng Hàn nói trở về tuy thiên phú của người này không bằng cổ đạo nhất nhưng đánh nhau cùng cấp sức chiến đấu càng mạnh hơn để hắn cũng hết sức coi trọng không đành lòng nhìn hắn đi chịu chết người có thể lăn tinh xa đại thánh xoay người lại nhìn hồ anh mộc trách mắng hồ anh mộc nhưng không kinh sợ giao ra người cùng bảo tàng ta tự nhiên sẽ đi hoặc là các ngươi ai có thể đỡ lấy một chiêu của ta ta không chỉ rời đi hơn nữa còn sẽ xin lỗi thừa nhận coi thường những run dế cùng phế vật các ngươi ở trước mặt đại thánh cũng lớn lối như thế. Tinh xa đại thánh mặt trầm như nước, sát khí sôi trào, trong lòng có cố kích động, cho dù gặp phải thánh vương cũng phải đánh giết người này. Đại nhân, vẫn để cho ta đến đi, đối phó loại tiểu tốt này, cần gì lão nhân ra ngài nổi giận. Lăng Hàn lại đứng dậy, tự tin tràn đầy nói, tin tưởng ta, một hằng hà cảnh, lại ở trước mặt đại thánh nói ba chữ tin tưởng ta, kia là khí phách bực nào. Tinh xa đại thánh không khỏi bị khí thế của Lăng Hàn chấn nhiếp, trở nên thất thần, lần đầu ở trong lòng hoài nghi, mình có phải là nhìn lầm không? Thiên phú dĩ nhiên trọng yếu, nhưng cổ đạo nhất có loại phách khí ngoài ta còn ai như lăng hàn sao? Khí phách như vậy, tự tin như vậy, phong thái như vậy, ngay cả hắn cũng tâm thần thúc động. Không thể nào, người này tất có thành tựu, tinh xa đại thánh không khỏi âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải toàn lực bảo vệ lăng hàn, cho dù đánh giết hồ anh mộc, gặp phải thánh vương cũng phải xuất thủ, cùng lắm cả viện di chuyển, lấy thần giới to lớn, nơi nào không thể an thân. Lăng Hàn đi lên vài bước, đứng ở trước mặt Hồ Anh Mộc nói. Chỉ cần tiếp một chiêu, Hồ Anh Mộc ngược lại cũng không vội, lạnh nhạt nói. Một chiêu, Lăng Hàn nở nụ cười nói. Không bằng ba chiêu đi, ta sợ ngươi một chiêu không có kết quả, thẹn quá thành giận kiếm cớ không nhận. Phốc, rất nhiều người nhất thời phun ra ngoài, kia là thánh nhân A, thánh nhân đối đầu hằng hà cảnh, ra một chiêu cùng ra 10 ngàn chiêu là giống nhau, đều là một chiêu tức giết. Trêu chọc, Lăng Hàn đây là đang nhạo báng Hồ Anh Mộc A chương 1644, chậm đã thượng. Được, trêu chọc được, hồ anh mộc này thực sự là quá kiêu ngạo, đáng đời bị người trêu. Đại hắc cầu đứng thẳng người, không khỏi sờ sờ cằm. Tiểu tử này càng ngày càng có phong thái của cậu gia, lẽ nào là con của cậu gia năm đó không cẩn thận lưu lại. May là lời này không để Lăng Hàn nghe được, nếu không Lăng Hàn nhất định phải đuổi theo đánh chết nó. Hồ Anh Mộc tức giận đến con mắt trừng lớn, suýt chút nữa phun ra lửa. Người này, miệng cũng quá cay độc, không thể để cho hắn nhiều lời, không phải thánh nhân cũng có thể bị tức chết. Chết đi, run dế, hắn trực tiếp ra tay, một trường liền đập về phía lăng hàn, cũng không có sử dụng bí pháp gì, càng không có vận chuyển bảo y, chính là một trường bình thường. Nhưng thánh nhân ra tay, tùy ý một đòn cũng như trời vỡ, dưới thánh nhân, ai có thể kháng cự. Oanh, một trường vỗ qua, tinh xa đại thánh, minh tâm thánh nhân, đã làm tốt chuẩn bị ra tay, bọn họ đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn đệ tử vũ viện mình bị đánh giết, nhưng một sát na bọn họ đang muốn ra tay, đều khẽ ổ lên một tiếng, sắc mặt. Quái lạ không nói ra được, nhiều học sinh cũng cho rằng mười thánh sẽ xuất thủ, nhưng một trưởng của Hồ Anh Mộc đã đè xuống, mười thánh lại bất động, thật giống như tượng đá. Làm sao liền mặc kệ, làm sao liền nhìn lăng hàn chết mất, làm sao có thể như vậy. Một đòn của thánh nhân, tự nhiên cực kỳ khủng bố, vung lên bụi bặm đầy trời, nhưng đang nhanh chóng tiêu tan. Phốc, khi mọi người thấy trong cho bụi hiện ra một bóng người, tập thể đều phun ra ngoài, sau đó cùng nhau phun ra đầu lưỡi, có người chừng con ngươi ra, thật giống như chúng thạch hóa thuật. Đó là lăng hàn, hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả một chút xíu tổn thương cũng không có. Một hàng hà cảnh, còn là tiểu cực vị, lại đỡ lấy một đòn của thánh nhân. Cho dù chỉ là tiện tay một đòn, cái này cái này cái này cái này cái này, đây tuyệt đối là việc hoang đường nhất trên đời. Không có thiên lý, ông trời khẳng định đáp sai gân. Ta sát, ai có thể nghĩ tới, Lăng Hàn lại thật có thể đỡ lấy một đòn của thánh nhân. Đầm rồng hang hổ, cho dù tận mắt nhìn cũng làm cho người ta không cách nào tin nổi. Hồ Anh Mộc cũng trợn to hai mắt, hoàn toàn không thể tin được con mắt của mình. Cái quỷ gì, ta sát, lẽ nào hắn trúng nguyền rủa đánh ra uy lực công kích giảm nhiều. Nếu không, một hàng hà cảnh làm sao có khả năng đỡ được một đòn của hắn. Cái này không hợp đạo lý, cái này không có thiên lý. Ngắn ngủi tĩnh mịch, đột nhiên tiếng hoan hô kinh thiên động địa thật là làm cho người ta phấn chấn. Vừa nãy tuy Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu trêu chọc Hồ Anh Mộc rất thoải mái, để mọi người cười to, nhưng ai cũng biết, kia chỉ là chỗ tài nhất thời, trọng yếu chính là thực lực. Bọn họ cực kỳ chờ đợi có thể ra một người anh hùng, thoải mái đánh Hồ Anh Mộc một bạt tai, làm cho đối phương biết nơi này là tinh xa vũ viện. Nhưng mà, bọn họ cũng biết đây chỉ là một ảo tưởng, ngay cả chín vị thánh nhân cũng không phải đối thủ, còn có ai có thể đánh một trận. Cũng không thể để tinh xa đại thánh lên đi, cái này thắng lại có ý nghĩa gì đại thánh đối phó tiểu thánh vốn là nghiền ép nhưng ở lúc bọn hắn tuyệt vọng lại thật có một vị anh hùng đứng dậy đỡ lấy thật đỡ lấy không mất một sợi tóc lang sư huynh lang sư huynh lang sư huynh hoan hô giống như bài sơn đảo hải ngay cả những học sinh cũ cũng gọi sư huynh dựa vào có thể đỡ lấy một đòn của thánh nhân kêu tiếng sư huynh có gì ủy khuất hiện tại ngươi không gọi sư huynh ngày sau còn không với cao nổi kỳ tài như vậy nếu như không thể thành thánh, ai có thể tin tưởng. Long hương nguyệt mắt thả dị thải, tất cả đều là ngôi sao nhỏ, lộ ra hình dạng hoa si. Cái nam nhân này đã từng hướng mình đòi sừng rồng, kia là cầu hôn A. À. Thiên hạ đệ nhị chép miệng một cái, phun ra hai chữ biến thái. Thể phách của hắn xác thực châu bò, nhưng so với lăng hàn, kia căn bản là không phải một vị diện. Đám người tử thần phong, hồng ma lắc đầu thở dài, bọn họ cùng lăng hàn tranh lệch tựa hồ đã xa đến mức độ không cách nào với tới. Toàn trường chỉ có mấy người lang hàn, loạn tinh nữ nhân biết, hắn cũng không phải là thật có thể ngang hàng thánh nhân, mà là dựa vào bất diệt thiên kinh phát huy mới có thể chịu đựng thánh nhân công kích. Thời điểm vào tinh thần cảnh hắn liền có thể chịu đựng một đòn toàn lực của thánh nhân, hiện tại tu vi tăng vọt, có thể chịu đựng vài chiêu, vì lẽ đó trước hắn mới sẽ nói ba chiêu. Đây là một con số rất bảo hiểm, ba chiêu là tuyệt đối vô tư. Xin lỗi, cút đi, đột nhiên, bọn học sinh đều lớn tiếng gọi lên, quần tình kích động tê cả ra đầu gần như điên cuồng quá con mẹ nó ra sức quá con mẹ nó hả giận thánh nhân gì chứ chó má cút hò hét như vậy như thủy triều như núi lở dù sao trong học sinh cũng có thật nhiều bá chủ đạt đến hàng hà cảnh đại viên mãn mấy trăm hơn ngàn người hợp cùng một chỗ thanh thế cực kỳ hùng vĩ sắc mặt của hồ anh mộc âm trầm kết quả này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn cũng nặng nề đánh hắn một bạt tai nhưng muốn hắn ở trước mặt mọi người xin lỗi khả năng sao hắn là cường giả cấm địa nếu để cho người của cấm địa khác biết mình xin lỗi một bầy kiến hôi vậy sau này hắn còn ngẩng đầu lên được sao còn có hai chiêu hắn nói lời vừa nói ra tất cả mọi người há to miệng hoàn toàn không thể tin được con mẹ nó ngươi thực sự là thánh nhân sao con mẹ nó ngươi còn có thể lại không biết xấu hổ một ít sao lại còn thật con mẹ nó muốn oanh ba chiêu thánh nhân chó má gì vậy đồ bỏ đi mọi người khỉnh bỉ hận không thể đẩy ngón giữa lên mặt của hồ anh mộc Hồ Anh Mộc chỉ làm như không nghe thấy, so với bị những run dế này miệt thị, hắn càng không muốn ở trước mặt mọi người xin lỗi, ngược lại là Lăng Hàn tự mình nói muốn ba chiêu. Hắn căn bản không chờ Lăng Hàn đồng ý, trực tiếp dựng thẳng lên bàn tay, lần này, hắn ra tay thật rồi, trong đôi mắt thần quang lấp lóe, phía sau hiện ra một tinh hà, nằm đầy sao dày đặc, nhiều đến đếm không hết. Lăng Hàn đơn giản cũng vận chuyển tinh hà ra, cố ý so sánh một chút. 99 ngôi sao so sánh mạnh yếu thực sự là cách xa đến kinh thiên, tinh hà cũng lấy ra, kia là hoàn toàn không thể ẩn giấu tu vi. chương 1645, chậm đã hạ. Âm, um, Hồ Anh Mộc lại ra tay, một trường ghim xuống, tinh thần tỏa ra, áp lực vô biên bao phủ. Lăng Hàn căn bản không có tư cách né tránh, một đòn của thánh nhân quá nhanh, thậm chí sắp đến trình độ ngay cả thần thức của hắn cũng theo không kịp. Oanh, trường lực khủng bố hạ xuống, lần thứ hai vung lên bụi bặm đầy trời. Tất cả mọi người vô cùng sốt sắng, trước đó tuy Lăng Hàn chặn được một đòn, nhưng lần này Hồ Anh Mộc tuyệt đối là toàn lực ứng phó. Cho bụi tản đi, một người vẫn đứng ngạo nghễ như cũ. Lăng Hàn, Lăng Sư Huynh, Lăng Hàn, sau khi ngẩn ra, tiếng reo hò lần thứ hai giống như biển gầm vang lên, hơn nữa so với trước còn cường liệt hơn gấp trăm lần. Quá hưng phấn, nếu như nói trước đó Hồ Anh Mộc còn có lý do nói tùy ý một đòn, vậy lần này liền thật không lời nào để nói, con mẹ nó người cũng đã xúc thế hơn nửa ngày, nếu như lại kỳ kỳ méo mó, còn không thấy ngại sao. Đám người tinh xa đại thánh cũng mắt thả kỳ quang, bọn họ có thể khẳng định, hai kích kia lăng hàn đều dựa vào thực lực của bản thân tiếp, không phải dựa vào bảo y ngoại vật gì đó. Người trẻ tuổi này, thần A, Hồ Anh Mộc mờ mịt, tại sao, tại sao vẫn không thể nào quyết định lăng hàn? Chính là một hàng hà cảnh mà thôi, làm sao có khả năng khó giết như vậy? Lăng hàn cười nhạt nói, còn có một chiêu, có đánh nữa hay không? không đánh liền thua tay sau đó nói ân hận cút đi hồ anh mộc tức đến muốn giết người hắn tuyệt không tin một hàng hà cảnh thật sự có năng lực đối kháng mình đối phương hẳn là tu luyện kỳ công gì mới có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ thực lực đối kháng hắn đây là công pháp gì cũng quá trâu bỏ đi hắn âm thầm vật đầu công pháp như vậy nhất định muốn chiếm được cho dù phóng tới tiên vực hẳn cũng là bí pháp vô thượng có thể là tiên vương tu luyện đi trở về mời lão tổ ra tay chấn áp đại thánh này sau đó bắt lang hàn, bước ra công pháp. Ta nhận thua, hắn mở miệng, xoay người rời đi. Xin lỗi đâu, nhiều học sinh không vui, vừa nãy ngươi trâu bò hò hét, cực kỳ hung hăng, làm sao bây giờ kinh sợ. Hồ Anh Mộc phất tay áo, các ngươi còn dám uy hiếp ta hay sao? Hừ, tinh xa đại thánh lộ ra thánh uy, làm người làm việc, quan trọng nhất chính là nói chữ tín. Ngươi nếu không thủ ước, vậy bản tọa liền chém ngươi ở đây. Hồ Anh Mộc không khỏi biến sắc, hắn có thể trong thời gian ngắn vác công kích của đại thánh, nhưng chỉ có chừng trăm chiêu, bảo lực lượng trên áo thần văn sẽ tiêu hao hết, vậy hắn cũng chỉ là mạnh hơn tiểu thánh phổ thông một chút, làm sao xứng cùng đại thánh họ hết. Nhưng nhìn tinh xa đại thánh kiên quyết, điều này hiển nhiên không phải dọa hắn. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hồ anh mộc trầm ngâm một hồi lâu, mới nói, ta thu hồi lời nói mới rồi, cũng xin lỗi. Nhiều học sinh nhất thời hoan hô, vừa nãy hồ anh mộc hung hăng cỡ nào, Hiện tại không phải ngoan ngoán cúi đầu xin lỗi sao. Tinh sa đại thánh huy vũ, lang hàn huy vũ, hồ anh mộc hận hận xoay người, muốn rời đi. Chậm đã, lang hàn ngăn cản, trong ánh mắt đằng đằng sát khí. Vừa nãy là để ngươi vì mình vô chi mà xin lỗi, hiện tại, ta muốn cùng ngươi tính một khoản nợ khác, lại dám đánh chủ ý thê tử của ta, người như vậy. Ta từ trước đến giờ là giết không tha. Phốc, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, không ít người càng phun ra ngoài cái gì cái gì cái gì, lỗ tai ta có phải xảy ra vấn đề không? Lăng Hàn, lại còn nói muốn làm thịt hồ anh Mộc. Chuyện này, đùa giỡn đi, quả thật, Lăng Hàn là rất mạnh mẽ, thậm chí đạt đến mức độ nghịch thiên, ăn hai lần công kích của một vị thánh nhân, nhưng dù như vậy, cũng không có người tin tưởng Lăng Hàn thật sự có tư cách đối kháng thánh nhân. Căn bản không hiện thực, bằng không, người đến tinh xa vũ viện làm gì, ai dạy được ngươi? Lúc trước thời điểm Lăng Hàn tiến vào bắt viện, nếu không có nhậm phi vân ra tay giúp đỡ, e là đã bị ép chui qua lỗ chó, đâu thể nào thật sự có thực lực ngang hàng thánh nhân. Mọi người lắc đầu liên tục, cho rằng Lăng Hàn là có chút đắc ý vinh váo. Lăng Sư Huynh, quên đi, nếu con chó mất chủ này đã chịu thua, chúng ta liền hào phóng một chút, thả hắn một con đường sống đi. Đúng, Lăng Sư Huynh, không cần thiết lại tính toán với hắn. Ngược lại hắn nói cũng như dám thí, nhiều học sinh khuyên nhủ, cố ý làm thấp hồ anh mộc để Lăng Hàn nguôi giận. Hồ Anh Mộc tức điên, thực sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ngay cả con dẹp nho nhỏ này cũng dám trào phúng mình. Những cái tên ngu xuẩn này căn bản không biết, mình đã phát ra tin tức, không cần mấy ngày lão tổ gia tộc sẽ chạy tới, đến thời điểm đó đại thánh cũng bị một tay chân áp. Hắn uy nghiêm đáng sợ xoay người, tiểu tử, người thật muốn cùng bản tọa đánh một trận. Hắn cũng không phải chú ý trước tiên bắt Lăng Hàn, cứ như vậy, bí pháp tiên vương sẽ bị hắn đoạt được. Hắn tin chắc Lăng Hàn nhất định tu luyện bí pháp tiên vương, nếu không không có khả năng nắm giữ sức phòng ngự khủng bố như thế. Bí pháp như vậy, người cùng tộc thì đã làm sao? Ngay cả ngày khác có đời sau, cũng không phải nói truyền liền có thể truyền ra. Quá quý giá, lão gia hỏa, người quá không biết xấu hổ a à. Phải, đường đường thánh nhân lại khiêu chiến hàng hà cảnh, người làm sao không đi chết đi. Mọi người cười nhạo, tuyệt không muốn Lăng Hàn đi ứng chiến. Lăng Hàn, được rồi, tinh xa đại thánh cũng nói, hắn hiện tại bắt đầu sinh ý yêu tài mãnh liệt, mặc kệ bỏ ra cái giá gì cũng phải bảo vệ Lăng Hàn, chỉ cần người này thành thánh, sẽ nắm giữ thực lực quét ngang thiên hạ. Lăng Hàn không nói gì, mà vận chuyển giọt thánh vương tinh huyết kia. Hồ Mộc Anh lại đánh chủ ý nữ hoàng, hắn không thể nhẫn nhịn. Nếu như tinh sa đại thánh tiêu diệt Hồ Mộc Anh, vậy hắn đương nhiên sẽ không can thiệp vào, nhưng hiển nhiên, tinh sa đại thánh có kiêng rẻ. Vậy thì mình đến, oanh, trong cơ thể Lăng Hàn bắt đầu tràn ngập thánh uy, một giọt thánh vương tinh huyết A, thiên hà vương cố ý lưu lại, xuyên qua thiên cổ mà không hư, có thể để cho lăng hàn bạo phát một lần, ngay cả đại thánh cũng có thể ngang hàng. Giết một tiểu thánh, dư xài, cái gì, tất cả mọi người khiếp sợ, đây là thánh uy a. Trên thân thể của lăng hàn có kim quang quấn quanh, hóa thành một cái lại một cái đại đạo phù ấn, thần thánh, trí cao, như thiên đạo đích thân tới. Trường 1646 ta muốn giết thánh. Đây là thánh vương uy hiện ra, đùng 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 đùng, phàm phù tục tử tất cả đều quỳ xuống, ngay cả thiên hạ đệ nhị, Tử thần phong cùng vương giả cấp 3 cũng không thể ngoại lệ, hết cách rồi, đây chính là Thánh vương uy, ngự trị ở trên tất cả. Có thể đứng, chỉ có chư vị thánh nhân, ngoài ra còn có nữ hoàng, thiên phượng thần nữ. Ác đại hắc cẩu, ngươi được Thánh vương tinh huyết, hơn nữa còn là hoàn chỉnh. Hồ Mộc anh kinh hãi đến biến sắc, lần này hắn thực sự là thay đổi sắc mặt, lần đầu cảm giác đối phương uy hiếp trở nên chân thực. Ánh mắt của Lăng Hàn uy nghiêm đáng sợ không nói gì một kẻ hấp hối sắp chết mà thôi nghĩ muốn giết ta nằm mơ hồ mộc anh không thể làm gì khác hơn là tự nói tự đáp bát thạch cấm địa ta sở trường về thôi diễn coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng nhất định chỉ có một con đường chết đây chính là biến tướng kinh sợ ngươi tuyệt đối đừng muốn giết ta bằng không ngươi cũng chạy không được chính là ý này trong lòng lăng hàn hơi động lúc trước đám người hồ sán lại vừa vặn tìm tới như thế kia là được lão tổ trong tộc chỉ điểm thôi diễn đạt được chỉ là năng lực thôi diễn như vậy hiển nhiên có chỗ thiếu sót rất lớn, nếu không thì mấy người hồ sán cũng sẽ không chết. Năng lực như vậy không thể khinh thường, nhưng cũng không phải vạn năng. Lăng Hàn, cân nhắc sau đó làm, tinh xa đại xa không có tiếp tục khuyên, chỉ nhắc nhở một câu. Hiện tại Lăng Hàn quá mạnh mẽ, có thể cùng hắn đứng ngang hàng. Lăng Hàn gật đầu nói, ta nghĩ rõ ràng, con dẹp này nhất định phải dẫm chết. Đề, hồ anh một thầm mắng một câu nhưng rắm cũng không dám thả một cái, xoay người bỏ chạy. Người ta vận chuyển một giọt thánh vương tinh huyết, thực lực bây giờ đủ để sánh vai đại thánh, đánh cọng lông A. Bảo y trên người hắn cũng chỉ có thể chịu đựng chừng trăm lần công kích, đạt đến hạn mức tối đa này liền tan giã. Muốn đi, Lăng Hàn cười gần, nếu đã dùng thánh vương tinh huyết, lúc này còn có thể thả ngươi đi. Hắn ra tay, một tay che trời, tóm về phía hồ anh mộc. Vào lúc này, Lăng Hàn chính là đại thánh. Đại thánh ra tay, Thật giống như vừa nãy Lăng Hàn không thể tránh thoát Hồ Anh Mộc công kích, Tiểu Thánh cũng đồng dạng không thể tránh né, chỉ có đón đỡ. Vù, bảo y phát quang, thần văn óng ánh, bạo phát huy năng lớn, miễn cưỡng cản lại đòn đánh này của Lăng Hàn. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, tuy Thánh Vương tinh huyết cũng có thời hạn, nhưng tuyệt đối có thể để cho hắn đánh ra không chỉ 100 lần công kích. Nói cách khác, Hồ Anh Mộc chết chắc rồi, dám ra tay cướp thê tử của mình, hắn không chết ai chết. Ầm, um, ầm, um, ầm. Um lăng hàn cuồng oanh hồ anh mộc làm cho đối phương chỉ có phần chịu đòn tất cả mọi người chố mắt ngoác mồm càng nghĩ đến một sự tình quên đi kỳ thực lăng hàn căn bản không cần cùng đối phương đánh cược một chiêu gì hoàn toàn có thể trực tiếp ra tay phế bỏ đối phương nhưng vì cái gì lăng hàn muốn nhiễu vòng tròn đó là lăng hàn muốn cho hồ anh mộc trước tiên cúi đầu xin lỗi bằng không người ngạo khí như hồ anh mộc cho dù bị lăng hàn tiêu diệt lại há có thể mở miệng nhận sai quá hả giận trước hết để cho ngươi nhận lỗi lại làm thịt ngươi lang sư huynh huy vũ lang sư huynh khí phách lang sư huynh ta muốn cùng ngươi sinh hầu tử mọi người gọi thành một đoàn rất nhiều nữ đệ tử càng không rụt rè ngay cả long hương nguyệt cũng muốn kéo hắn lên giường lang hàn không ngừng ra tay ở dưới thánh vương tinh huyết ủng hộ lực lượng của hắn đạt đến mức độ không thể tưởng tượng nổi hắn nắm dư bí pháp cũng không hề tăng lên nhưng lực lượng đạt đến mức độ nhất định vậy dĩ nhiên là hình thành nghiền ép huống hồ thánh vương tinh huyết cũng có thánh vương quy tắc, chỉ là lăng hàn không thể nào hiểu được, tự do điều khiển, chỉ có thể một đòn một đòn đánh vang ra ngoài. Cái này không thể dùng để lĩnh ngộ, nhưng lại có thể dùng để chiến đấu. Tình huống của Hồ Anh Mộc bắt đầu xấu đi, bảo y trên người ở dưới không ngừng oanh kích tiêu hao nghiêm trọng, từng viên từng viên phù văn trở nên ảm đạm, bắt đầu xuất hiện dạn nứt. Hắn cắn răng, nếu đối phương dùng thánh vương tinh huyết, hiển nhiên là quyết định chủ ý muốn làm thịt hắn, dù mở miệng xin tha cũng vô dụng mà hắn cũng không thể cầu xin run dế, chút cốt khí ấy hắn vẫn có. Hắn không cam lòng, đường đường thánh nhân, hơn nữa còn từ cấm địa đi ra, lại bị một tên tiểu bối hằng hà cảnh đánh giết, dù chết cũng bị đóng ở trên trụ sỉ nhục, để tiếng xấu muôn đời. Hắn liều mạng phá vòng vây, đáng tiếc, ở trước mặt một vị đại thánh, tiểu thánh mạnh hơn, vậy cũng chỉ là tiểu thánh. Hồ Anh Mộc cũng không có được ban cho thánh vương tinh huyết, đây đối với thánh vương cũng là một loại tiêu hao to lớn, sẽ thương tới bản nguyên nhưng hắn chính là thánh nhân, hơn nữa còn có một bảo y, ngay cả đại thánh công kích cũng có thể hóa giải, ở hắn nghĩ đến, đủ để hoành hành thần giới. Nhưng mà, hắn gặp phải một tên thô lỗ, biết rõ gốc gác của hắn kinh người cỡ nào, còn cầm lấy hắn không tha. Cần gì chứ, Hồ Anh một toàn lực phá vòng vây, nhưng ở trước mặt lăng hàn hiện tại, đây căn bản là chuyện không thể nào. Chỉ cần hắn vọt một cái, liền bị một bàn tay khổng lồ che trời vỗ trở lại, chỉ để cho mình váng đầu hoa mắt nhiều học sinh tê cả ra đầu đây là muốn giết thánh thánh nhân cao cao tại thượng cho dù cường giả như tinh sa đại thánh cũng sẽ không dễ dàng đi chấn áp tiểu thánh khác bởi vì thánh nhân ở trên tốc độ là gần như nếu một phương muốn chạy trốn một phương khác chỉ có thể ở phía sau phí công đuổi hiện tại không giống ai bảo hồ anh mộc chủ động xông đến chẳng khác gì tự chui đầu vào lưới như vậy còn có thể chạy vậy còn có thiên lý sao há không phải nói tiểu thánh nào cũng có thể tới nơi này tiểu một phát nhưng tinh xa đại thánh chỉ có thể ngồi xem. Đùa giỡn, bởi vậy, chỉ ít mấy trăm triệu năm qua cũng chưa từng nghe nói có thánh nhân bị giết, chết già thì có, nhưng chết trận lại một cái cũng không. Nhưng hiện tại, một màn khiến người ta kích động đang muốn trình diễn. Giết thánh, hơn nữa người giết thánh lại còn là một hàng hà cảnh. Trời, hồ anh mộc điên cuồng, hắn không tiếc thiêu đốt bản nguyên, nếu không hắn khẳng định chỉ có một con đường chết, đến trình độ này, hắn không liều cũng không được. Nhưng tiểu thánh thiêu đốt bản nguyên thì đã làm sao, vẫn không cách nào ngang hàng sức chiến đấu của đại thánh. chương 1647, thật tàn sát. a à, hắn kêu thảm thiết, bị xé rơi mất một cánh tay. Ngộ, hắn kêu rên, ngực có thêm một lỗ thủng to. Hí, hắn cao mày, trên lưng đã trúng một trường, ngay cả trái tim cũng phá nát. Nhưng sức sống của thánh nhân thực quá ngoan cường, dù như vậy hắn còn có thể chiến đấu, thậm chí sức chiến đấu không có chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng đạt đến độ cao như vậy trọng yếu chính là vận dụng quy tắc thiên địa chỉ cần thần hồn của hắn bất diệt sức chiến đấu có thể duy trì ở trạng thái đỉnh cao nhưng mà thần hồn là thành lập ở trên nhục thể không có thể xác thần hồn cũng thành lục bình không dễ vì lẽ đó chỉ cần đánh nát thân thể của hồ anh mộc thần hồn của hắn liền lộ ra ngoài vậy giết liền đơn giản nhưng vào lúc này khí thế trên người lăng hàn đột nhiên rơi xuống hồ anh mộc đầu tiên là xứng sờ sau đó đại hỉ thánh vương tinh huyết trên người lăng hàn muốn tiêu hao hết. Hắn chỉ cần kiên trì một hồi nữa, liền có thể vượt qua cửa ải khó. Ha 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 ha, hắn cười lớn, chỉ là hàng hà cảnh cũng muốn giết thánh, người mơ mộng quá rồi. Đây chính là thánh nhân, cho dù lăng hàn nắm giữ một giọt thánh vương tinh huyết cũng không cách nào tàn sát một tên thánh nhân, quá khó giết. Thật sao, lăng hàn cười gần, lấy ra tiên ma kiếm, phốc, cắm vào trong cơ thể của hồ anh mộc. Người chỉ là dựa vào một giọt thánh vương tinh huyết, chỉ cần thánh huyết tiêu hao hết, người ở trước mặt bổn tọa ngay cả cái giấm cũng không phải. Hồ Anh Mộc cười nhạo nói, run dế trung quy chỉ là run dế, dù phủ thêm long bào cũng là phế vật. Ngươi, ồ, hắn đột nhiên kinh hãi đến biến sắc, một luồng sát khí đáng sợ ở trong người xô trào, trong nháy mắt liền phá hoại sinh cơ của hắn hầu như không còn. Tại sao lại như vậy? Thần hồn của hắn vội vã xuất khiếu, cho dù bỏ qua thân thể này cũng không tiếc, chỉ ít có thể bảo vệ mệnh, chỉ cần thần hồn vẫn còn, hắn liền có thể đông sơn tái khởi. Thế nhưng, đã muộn, tiên ma kiếm là tiên kim tạo nên, bị hung binh như vậy đâm vào trong cơ thể, đặc biệt là chỗ yếu, vậy khẳng định là một con đường chết. Thần hồn của Hồ Anh Mộc sắc thực xuất khiếu, nhưng sát khí đã nhiễm, không ngừng ăn mòn thần hồn của hắn, để thần hồn của hắn như phong hóa, trong nháy mắt liền mục nát. Không, thần hồn của hắn phát ra tiếng rít, vang vọng ở trong thức hải của mỗi người. Cái này chỉ là trong nháy mắt mà thôi, thần hồn của Hồ Anh Mộc tan thành mây khói, triệt để tiêu vong. Một vị thánh nhân, cứ thế biến mất, xoảng giữa bầu trời vang lên kinh lôi, mưa máu rồn dập hạ xuống, một vị thánh nhân chết đi, gợi ra thiên địa đau thương. Thánh nhân từ một loại ý nghĩa nào đó đại biểu thiên địa, thánh nhân chết, thiên địa đau buồn. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, thật giết thánh, chuyện không thể xảy ra lại thật sự phát sinh. Trời, đây tuyệt đối là kỳ tích to lớn nhất trong lịch sử, hàng hà cảnh giết thánh, hơn nữa không phải hàng hà cực cảnh, vậy mới có lý luận có thể giết thánh. Kéo dài một nén hương thời gian, mưa máu mới ngừng lại, mây đen tiêu tan, tiếng sấm đình chỉ, tất cả khôi phục bình thường. Lăng Hàn xoay người quay về, thần quang trên người hắn đã yếu đi một đoạn dài, nhưng ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía hắn vẫn tràn ngập kính nể như cũ. Theo bản tòa, tinh xa đại thánh đưa tay cuốn một cái, mang Lăng Hàn về cổ viện, ngay cả chín tiểu thánh cũng không có kêu theo. Chu Tú Nhi vừa hãi vừa sợ vừa hận, Lăng Hàn lại có thể giết thánh, cái này tự nhiên hù chết nàng, nhưng tinh xa đại thánh hoàn toàn không thấy nàng tao ngộ, làm cho nàng cực kỳ phẫn nộ. Ta là thê tử của ngươi, mẫu thân của con trai ngươi a. Lang Hàn cùng tinh xa đại thánh mật đàm sắp tới một ngày, lúc này mới trở về, hắn lập tức kêu lên hai nữ, chuẩn bị rời mộc đồ tinh. Ngày đó, hắn thỉnh giáo tinh xa đại thánh rất nhiều, đặc biệt phương diện liên quan tới thôi diễn, biết được bước vào thánh vương, cường giả quả thật có năng lực như vậy, nhưng vô cùng mơ hồ, chỉ có thánh vương chuyên tu phương diện này mới có thể làm đến mức độ tỉ mỉ xác thực. Không may, tên lão tổ kia của bát thai cấm địa chính là thánh vương như vậy. Hồ Anh Mộc chết đi, không cần mấy ngày vị lão tổ này sẽ giết tới, bởi vậy Lăng Hàn nhất định phải rời đi, mà tinh xa vũ viện cũng sẽ làm dáng một chút, truy nã Lăng Hàn. Không những không thể ở tứ phương tinh vực, thậm chí tinh vực phụ cận cũng không được, thánh vương thôi diễn cũng không phải vạn năng, khoảng cách càng gần liền càng chính xác ngược lại thì càng mơ hồ phải lập tức rời đi thánh nhân có thể xé rách không gian tốc độ còn nhanh hơn xuyên vân toa không đi liền không kịp lăng hàn trưng cầu ý kiến của đám người vũ hoàng một hồi bọn họ đều biểu thị muốn lưu lại nơi này vương giả như mây cùng những vương giả này đấu võ có thể để cho tu vi của bọn họ tiến cảnh càng nhanh hơn lăng hàn lưu lại lượng lớn luân hồi thụ diệp còn có thật nhiều thần binh thánh liệu đỉnh cấp cung ứng đám người vũ hoàng chọn hắn có thể làm cũng đã làm đến cực hạn. Mọi người đều có công pháp đỉnh cấp, vật liệu đỉnh cấp, lại có tài nguyên của vũ viện bồi dưỡng, nếu như vậy vẫn chưa thể đi đến mức tận cùng, Lăng Hàn cũng không thể nói gì được. Làm xong tất cả những thứ này, Lăng Hàn liền dẫn nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ lên đường, hiện tại tranh thủ từng phút từng giây. Ở ngày thứ tư Lăng Hàn rời đi, một vệt kim quang đại đạo đột nhiên từ trong tinh không hạ xuống, rơi xuống trên một đồ tinh, sau đó Thánh Uy khủng bố giật động để mỗi người đều từ sâu trong nội tâm run rẩy, còn không ra gặp bản tòa. Một thanh âm vang lên, một lão giả xuất hiện. Thánh Uy cuồn cuộn như chúa tể cửu thiên thập địa. Tinh Sa Đại Thánh lập tức xuất hiện, vừa nhìn thấy người tới liền lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là một vị cường giả vô thượng, cả người quấn quanh khí tức hỗn độn, ngay cả hắn cũng nhìn không thấu, chỉ có thể từ trên âm thanh phán đoán tuổi của người này hẳn rất già rất già rồi. Mà ở bên cạnh hắn còn có một người trẻ tuổi. Tương tự là thánh nhân. Thế nhưng, quá trẻ tuổi, nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 vạn năm, thậm chí có khả năng chỉ có 1 2 vạn tuổi. Tinh xa đại thánh cực kỳ kinh ngạc, thánh nhân 1 2 vạn tuổi. Cho dù là thiên tài, ở thời điểm 1 2 vạn tuổi cũng chỉ là nhật nguyệt cảnh a. Nhưng vị trước mắt này là thánh nhân, tuy còn chỉ là tiểu thánh, nhưng đã bước vào thánh cấp, bước mấu chốt nhất a. Chương 1648, truy sát bắt đầu. Xin ra mắt tiền bối. Tinh sa đại thánh hành lễ với cường giả vô thượng kia, đây quả thật là một vị thánh vương, nhân vật để hắn chỉ có thể ngước nhìn. Vị cường giả này chính là một vị lão tổ của Hồ gia, đại nhân vật chân chính, tồn tại chúa tể của toàn bộ thần giới. Hắn gọi Hồ Lạc thành đạo ở 3 tỷ năm trước, tuy đã sống nhiều năm như vậy, nhưng hắn còn có thể sống thêm khoảng chừng 10 ức năm, không biết có thể nhìn thấy bao nhiêu cường giả thay đổi. Hồ Lạc thánh vương liếc nhìn tinh sa đại thánh một chút, không nhìn thấy biểu hiện ra sao, nhưng người từ cấm địa đi ra khẳng định cực kỳ ngạo mạn huống chi hắn là thánh vương tồn tại vô địch chân chính của toàn bộ thần giới hắn cũng không có mở miệng mà quay đầu nhìn về phía thánh nhân trẻ tuổi bên người thánh nhân trẻ tuổi này lộ ra nụ cười ôn hòa như gió xuân nhưng trong xương băng lãnh giống như giá lạnh đó là một loại ngạo nhiên nhưng không có biểu hiện nhiều kỳ thực người như hắn mới kiêu ngạo nhất từ trong xương cốt xem thường người khác tại hạ hồ phong hắn tự giới thiệu mình vị đại nhân này xương hô như thế nào mật nguyên tinh sa đại thánh nói nếu như trao đổi một trường hợp hắn đương nhiên không cần đi để ý tới một tên tiểu thánh nhưng hiện tại tên tiểu thánh này là phát ngôn viên của thánh vương hắn nhất định phải khách khí mật đại nhân hồ phong một lần nữa thi lễ sau đó mới nói tệ ra có một vị trưởng bối gần đây mất tích dựa theo lão tổ nhà ta thôi diễn vị tộc gia này của tại hạ hẳn là chết ở đây không biết mật đại nhân có biết ai là người hành hung không tinh sa đại thánh không khỏi chảy mồ hôi lạnh tuy hồ phong khách khí nhưng từng từ đâm thẳng vào tim gan, giống như đang hỏi hắn có phải là hung thủ không. Không phải rất rõ ràng sao, nơi này chứ ngươi là đại thánh gia, còn có ai có thể giết tiểu thánh. Cũng còn tốt tinh xa đại thánh đã sớm chuẩn bị tốt. Lão phu thật là biết, người này tên là Lăng Hàn. Há, nói cặn kẽ lai lịch của người nọ một chút. Hồ Phong từ tốn nói, nhưng trong ánh mắt đã lưu chuyển ra một tia sát ý. Người này, nguyên bản là một tên học sinh trong vũ viện Lão Phu, bước vào hàng hà cảnh không lâu mật đại nhân ngươi sẽ không nói cho ta vị tộc huynh kia của ta là bị một tên hằng hà cảnh giết chết chứ hồ phong đánh gãy lời của đối phương trên mặt lộ ra vẻ mặt cười nhạo coi như ngươi muốn gạt người vậy cũng phải tìm cái lý do để người ta tin tưởng chứ hằng hà cảnh giết thánh nhân tại sao ngươi không nói heo leo cây đi tinh sa đại thánh tiếp tục nói xác thực như vậy bởi vì lăng hàn này nắm giữ một giọt thánh vương tinh huyết hắn còn nói ra chuyện ba con phượng vương lôi kéo chiến xa đây là kết quả sau khi cùng Lăng Hàn thương lượng ra, bởi vì Lăng Hàn kết luận cái này sẽ làm bát thạch cấm địa quên tinh xa vũ Việt, đem toàn bộ lực chú ý phóng tới trên người hắn. Hồ Phong còn muốn nói chuyện, đã thấy Hồ Lạc Thánh Vương đột nhiên khoát tay áo một cái, hỗn độn khí trên mặt phai nhạt mấy phần nói. Chiếc chiến xa kia, còn có ba con Phượng Vương, tỉ mỉ miêu tả một hồi. Tuy hắn vô cùng khắc chế, nhưng vẫn có thể nghe ra kích động trong giọng nói. Hồ Phong kinh ngạc, nhưng lập tức nhớ tới một chuyện, nhất thời kích động. Tinh Sa Đại Thánh không hề ẩn giấu, đem sự tình rõ ràng mười mươi nói ra. Hai tay hồ lạc kết pháp ấn quái lạ, có từng đạo từng đạo ánh sáng thần thánh giật động. Phía sau hắn có từng viên từng viên phù ấn hiện lên, cả người đều hư hóa, rõ ràng đứng ở nơi đó, rồi lại giống như căn bản không tồn tại, cực kỳ quái lạ. Tinh Sa Đại Thánh biết, đây là đối phương và thiên địa đại đạo hợp lại cùng nhau. Đối phương thôi diễn. Một lát sau, hồ lạc Thánh Vương mới ngừng lại, hỗn độn khí trên mặt lại ít đi vài phân có thể nhìn thấy một khuôn mặt già nua, thậm chí còn có vài giọt mồ hôi. Hắn nhìn về phía Hồ Phong gật gù nói, sự tình gần như là như thế, người lập tức lên đường, truy sát ác tử kia. Hắn dùng chính là thần thức truyền âm, chỉ có Hồ Phong mới có thể nghe được. Di bảo của thiên hà vương quan hệ trọng đại, nếu ta rời cấm địa quá lâu, tất nhiên sẽ gợi ra cấm địa khác hoài nghi, vì lẽ đó, chuyện này liền giao cho ngươi đến làm. Vâng, lão tổ, Hồ Phong cung kính lĩnh mệnh. Hồ Lạc Thánh Vương vô cùng yêu thích hậu bối này, đây là hy vọng tương lai của Hồ Gia, vẻn vẹn tu luyện 13,000 năm liền bước vào thánh cảnh, mở ra tiền lệ của Hồ Gia. Bởi vậy, hắn khó tránh khỏi rông dài vài câu, người này giết anh Mộc, liền cùng Hồ Gia ta kết làm nhân quả, lấy thực lực của ngươi muốn thôi diễn hành tung của đối phương cũng không khó khăn. Ta lại tặng cho ngươi một giọt tinh huyết, để ngừa vạn nhất. Hồ Lạc ngưng luyện ra một giọt thánh vương tinh huyết giao cho Hồ Phong, cái này đối với hắn mà nói là tiêu hao rất lớn, nhất định phải lập tức trở về cấm địa tính dưỡng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ. Hơn nữa, hắn sắp phải qua thiên nhân kiếp, nếu không ở trạng thái toàn thịnh, vô cùng có khả năng bị thiên địa chém xuống. Nếu không phải bảo tàng của thiên hà vương quan hệ quá lớn, hắn đương nhiên sẽ không tiêu hao như thế, hắn lại không thể tự mình truy kích, vạn nhất gây nên cấm địa khác hoài nghi, vậy bát thạch cấm địa liền có thể thành thiên hà vương lúc trước, bị người vây công. Ta rõ ràng, hồ phong gật đầu, hắn cũng kết ấn thôi diễn, rất nhanh đưa mắt khóa chặt ở một góc tinh không, nhất thời, dưới chân của hắn phô ra một kim quang đại đạo, một cái cất bước mà thôi, người đã đi vô cùng xa. Hồ Lạc Thánh Vương nhìn về phía tinh sa đại thánh, lạnh nhạt nói. Đệ tử của ngươi giết tộc nhân của ta, ngươi nói nên làm gì? Ý này chính là phải bồi thường, tinh xa đại nhân vội vàng nói. Vãn bối sẵn lòng bù đắp, Hồ Lạc Thánh Vương gật gù, hắn chỉ có thể lưu lại một hai ngày, liền phải quay lại cấm địa, không phải chỉ có một mình hắn mới biết thôi diễn, hắn ở bên ngoài quá lâu, người ta tâm huyết dâng trào thôi diễn một hồi, vậy kết quả là hắn không thể tiếp thu. Hắn nhìn tinh không, lộ ra vẻ mong mỏi mãnh liệt, đối với Hồ Phong, hắn tràn ngập tự tin, hậu nhân này nhất định sẽ làm thỏa đáng sự tình. Lăng Hàn điều khiển xuyên vân toa, qua lại ở trong tinh không, mục tiêu nhắm thẳng vân đính tinh. Trường 1649, mắng máu cho đầy đầu. Nhưng chỉ hai ngày sau, chỉ thấy một kim quang đại đạo từ nơi sâu xa trong vũ trụ giải lại, cấp tốc vượt qua xuyên vân toa, bóng người lóe lên, một người thanh niên đã xuất hiện ở trên kim quang đại đạo, chặn lại đường đi của xuyên vân toa. Phiền phức ngừng một hồi, thỉnh giáo một chút, người trẻ tuổi này nở nụ cười nhã nhặn, thật giống như chào hỏi bạn cũ. Cái này rất quỷ dị, trong tinh không thê lương, một người ngăn cản đường đi, thật giống như là hàng xóm, gọi ngươi lại nói việc nhà. Nhưng đây là ở trong tinh không A, à, thánh nhân của Hồ Gia, lang Hàn lập tức ở trong lòng kết luận, ngoại trừ cấm địa am hiểu thôi diễn này, hắn cũng không có đắc tội thánh nhân nào muốn nói vừa vặn bị thánh nhân nào tâm huyết dâng trào ngăn lại hắn thực sự là không tin hắn ra xuyên vân toa vung tay phải lên thu xuyên vân toa vào hắc tháp sau đó nhìn về phía người trẻ tuổi kia đây thực sự là trẻ tuổi đến đáng sợ tinh lực hừng hực không phải mượt phấn chấn phồn thịnh thật giống như có thể phá tan tinh vũ bát thạch cấm địa lang hàn hỏi nếu đến truy sát hắn hắn tự nhiên không cần khách khí hắn rất ghét loại người khẩu phật tâm xà này Người trẻ tuổi kia đương nhiên chính là Hồ Phong, hắn vẫn mỉm cười như cũ, lấy thánh nhân cao cao tại thượng, đặc biệt là từ cấm địa đi ra, hắn đương nhiên sẽ không để một con kiến nhỏ phản kháng ở trong lòng. Mặc người chửi đến kinh thiên động địa thì đã làm sao, người nào sẽ coi chim hót líu ra líu díu ở bên tai là chuyện to tát. Hắn nghèn miệng cười nói, nếu biết ta là từ bát thạch cấm địa đến, vậy khẳng định là ngươi không sai rồi. Hắn dừng một chút, lại nói, ta tên Hồ Phong, ngươi có thể gọi thẳng tên của ta cái này thật đúng là khiêm tốn đến mức độ nhất định đường đường thánh nhân lại để hằng hà cảnh gọi thẳng tên cái này hiền hòa đến cỡ nào quá hết sức thật không có thiên lý lăng hàn thầm lắc đầu nếu như đại hát cầu ở đây là tốt rồi khẳng định sẽ mỉa mai hắn đến chết đáng tiếc con chó chết này ở trong vũ viện sống vui vẻ không thôi căn bản không muốn cùng hắn đi đương nhiên lăng hàn cũng không muốn mang nó cái này không phải tự tìm phiền phức sao lăng hàn cũng cười nói ta tên lăng hàn người cũng có thể gọi thẳng tên của ta hồ phong vừa nghe khóe miệng không khỏi co giật hắn là thánh nhân để người ta gọi thẳng tên mình đó là hắn biểu hiện khiêm tốn hiền hòa nhưng ngươi một hàng hà cảnh cũng dám như thế đệ cho ngươi ba phần màu sắc ngươi quay đầu liền mở phường nhuộm rồi ngữ khí của hắn chìm xuống nói ngươi giết người của hồ ra ta cho rằng chạy thoát sao lang hàn ngược lại nở nụ cười nói tận lực thử một lần nhất định không phụ kỳ vọng khóe miệng của Hồ Phong lại có chút co giật, câu nói kia của hắn tự nhiên là nói mát, nhưng Lăng Hàn lại theo lời nói của hắn tiếp tục nói. Ta còn hy vọng ngươi có thể chạy sao, vậy ta làm thánh nhân cặn bã đến cỡ nào, ngay cả một hàng hà cảnh cũng không bắt được. Hắn chỉ kiêng kỵ trên người Lăng Hàn còn có thánh vương tinh huyết mà thôi, tuy hắn rất khẳng định đối phương hẳn chỉ có một giọt, hơn nữa đã dùng mất rồi, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hắn là một người cực kỳ cẩn thận, không vội ra tay, không có thánh vương tinh huyết, đối phương có thể trốn đi nơi nào. Có thủ đoạn gì xuất ra đi, Hồ Phong lạnh nhạt nói, Lăng Hàn tâm tư nhạy cảm cỡ nào, lại thêm cùng đại hắc cẩu, lão nhân sâm, con thỏ ở chung lâu, dự đoán lòng người là cao cấp nhất, cười nói. Tuy ngươi làm ra một bộ hiền hòa, kỳ thực là dò xét trên người ta có còn thánh vương tinh huyết hay không, nếu không có, chỉ sợ sẽ lập tức trở mặt A. À? Bị nói chúng rồi, sắc mặt của Hồ Phong bất biến, điểm ấy lòng dạ hắn vẫn có, tuy hơn 10.000 năm qua hắn đều đang tu luyện, nhưng nhanh như vậy liền bước vào thánh cảnh, hắn tự nhiên là người thông minh tuyệt đỉnh, năng lực tự kiềm chế siêu cường. Hắn cười ha ha nói, một hàng hà cảnh nho nhỏ, có tư cách gì làm cản ở trước mặt ta? Cha cha, lang hàn lắc đầu, nếu ta nói, ngươi chỉ là một tiện nhân, trưởng bối trong nhà bị ta làm thịt, con mẹ nó ngươi lại còn một mặt hòa khí, hóa, chưa từng thấy đổ bỏ đi như ngươi. Nếu như ngươi là cháu của ta, ta đã sớm đánh gãy chân chó của ngươi cái này cái này cái này cái này cái này hồ phong trợn mắt ngoác mồm cái run dế này lại dám nhục mạ mình tiện nhân đồ bỏ đi chân chó hắn lại nhịn cũng không chịu được a à, bị người chỉ vào mũi mắng hắn lại muốn nhẫn không phải thành ô quy sao thật là to gan hắn cuối cùng không nhịn được ra tay sắc mặt có chút dữ tợn nếu như có người của bát thạch cấm địa ở đây nhất định sẽ khó mà tin nổi đến cực điểm bởi vì hồ phong từ nhỏ đã như ông cụ non được gọi là bất động bàn thạch mặc cho trời sập ở trước mắt cũng sẽ không thay đổi khi còn bé chơi đùa bị người cướp đoạt đồ chơi cũng không khóc không nháo nhưng hiện tại bàn thạch cũng động hỏa khí hoàn toàn thất thố quả thực không thể tưởng tượng cái gọi là gần đèn thì sáng bên người lăng hàn đều là người nào đại hắc cẩu lão nhân sâm con thỏ ở cùng một chỗ lâu hắn muốn làm người tức giận tuyệt đối có thể làm người tức chết lăng hàn đã sớm vận chuyển bất diệt thiên kinh oanh đánh xuống một đòn hắn bị đánh bay mấy vạn dặm trong tinh không hoàn toàn không có lực cản, nếu không có hắn chủ động dừng lại, thì vẫn sẽ bay như thế, đụng vào thiên thạch, tinh thể gì mới sẽ dừng lại. Hả, Hồ Phong không khỏi khiếp sợ, người này có thể đón đỡ một đòn của hắn. Nghịch thiên rồi, nghịch thiên rồi, tinh xa đại thánh chỉ nói lăng hàn vận chuyển một giò thánh vương tinh huyết giết Hồ Anh Mộc, ẩn giấu trận đánh cược trước. Vì lẽ đó Hồ Phong cùng Hồ Lạc không biết phòng ngự của Lăng Hàn có thể đạt đến trình độ khủng bố thế nào. Cái này tuyệt đối không phải bảo y phát huy, mà là thực lực của bản thân đây là công pháp gì con mắt của hồ phong nhất thời sáng ngời làm thiên kiêu của cấm địa hắn đương nhiên biết lúc trước tiên vực phát sinh một hồi đại dung chuyển đây là nguyên nhân dẫn đến bát thạch tộc rời tiên vực nhưng so sánh với đó bát thạch tộc ở trong các thế lực bị trục xuất cũng không thể xem như hàng đầu có người nói thậm chí có tiên vương vẫn lạc thiên hà vương liền được truyền thừa như vậy mới có thể trong khoảng thời gian ngắn quật khởi cùng cấm địa hò hét chương 1650, đuổi tận cùng không buông. Tiểu tử này nhất định được di bảo của thiên hà vương, thậm chí đã tu luyện thành công, bằng không làm sao có khả năng chặn được một đòn của thánh nhân. Nhất thời, tham niệm của hắn như rực trách, lần thứ hai ra tay, tóm về phía lăng hàn. Lăng hàn trốn không được, chỉ có thể vận chuyển bất diệt thiên kinh lại vác một cái, phù, toàn thân hắn kim quang bắn ra bốn phía, như chiến thần bất bại, lại ngăn cản đòn đánh này. Hắn thầm nhe răng, hồ phong này còn lợi hại hơn hồ anh mộc, hắn chỉ chịu đựng hai kích mà thôi nguyên lực trong cơ thể cũng đã tiêu hao hầu như không còn hắn cười ha ha cái bát thạch cấm địa gì thánh nhân chó má gì chỉ đến như thế tiểu phong nhi ca không chơi với ngươi lần sau trở lại chỉ điểm ngươi a nói xong hắn trực tiếp tiến vào trong hắc tháp vừa vào hắc tháp hắn liền trổng vó nằm ở trên đất kêu đau liên hồi đòn thứ hai của hồ phong đã tạo thành thương tổn nhất định cho hắn để thần cốt của hắn vang vọng len keng thật giống như muốn nứt rời Dựa theo cái này đến xem, ta không hẳn tiếp được một đòn toàn lực của đại thánh." Lăng Hàn thở dài, cái gọi là tiếp một đòn của thánh nhân cũng chỉ là giới hạn ở trung thánh. Tinh thần cảnh đối ứng chính là tiểu thánh, hằng hà cảnh là trung thánh. Nếu như hắn oán giận như vậy bị người nghe được, tuyệt đối sẽ tức giận đến bóp cổ hắn, dựa vào, trên đời này trừ biến thái như ngươi ra, còn có hằng hà cảnh nào có thể chặn được một đòn của thánh nhân. Hồ Phong sừng sốt, tuy rằng hắn là thánh nhân, đứng ở đỉnh điểm của vùng tinh không này, nhưng hắn vẫn đầy mặt mờ mịt. Người đâu, hắn biết có không gian thần khí, chính hắn liền có thể luyện chế, chỉ là sẽ rất tiêu tốn thời gian, hơn nữa hắn dù sao chỉ là tiểu thánh, luyện ra không gian thần khí to nhỏ cực kỳ có hạn. Nhưng cũng không trở ngại hắn biết, cho dù là không gian thần khí cũng hữu hình, từ bề ngoài mà nói, kỳ thực không hề khác gì không gian linh khí phổ thông, thế nào cũng phải làm thành một cái hình dạng. Có thể là giới chỉ, có thể là dây chuyền, có thể như món đồ chơi. Nhưng bất luận làm sao, thế nào cũng phải thấy được. Nhưng mà, Lăng Hàn biến mất rồi, hiện trường không có để lại một vật. Thuấn di, không thể, Hồ Phong thầm lắc đầu, hắn cách rất xa liền dùng thần thông phong tỏa, cho dù Lăng Hàn sử dụng Thuấn di phù cũng không có thể đột phá ngũ chỉ sơn của hắn, điểm ấy tự tin hắn vẫn có. Chỉ có khả năng là trốn vào trong không gian thần khí, nhưng cái thần khí này đâu? Hồ Phong mở ra thần thức, tìm tòi ở trong tinh không. Cũng còn tốt, vùng trời này cực kỳ sạch sẽ cũng không có thiên thạch, lưu tinh lưu lại mảnh vỡ, hắn rất nhanh thì tra xét một lần. Không thu hoạch được gì, tại sao lại như vậy? Hồ Phong chố mắt, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu kích động mãnh liệt, có thể giấu giếm được một vị thánh nhân, đây là kinh người cỡ nào? Người này tất nhiên được đến trí bảo ghê gớm của tiên vực. Năm đó thiên hà vương cũng không có trâu như thế đi, bằng không hắn không phải có thể tránh thoát tai nạn sát thân sao. Người này hẳn có gặp gỡ khác, nói không chắc được trí bảo chân chính. Tiên khí, hai mắt hắn phát sáng âm thanh có chút run rẩy tiên khí đây là bảo vật ngự trị ở trên tất cả cho dù ở trong tiên vực tiên khí cũng là trí cao vô thượng bởi vì tiên khí chỉ có tiên vương mới có thể nắm giữ thậm chí đại bộ phận tiên vương cũng không có bởi vì tiên liệu quá hiếm thấy tiên khí không chỉ có tiên vương mới có thể nắm giữ hơn nữa chỉ nắm giữ ở trong tay tiên vương bá chủ ha ha đây là thượng thiên ban cho ta cơ duyên hồ phong cười to hắn có thể gặp lăng hàn đây chính là minh chứng mà đối phương cách thánh cấp không biết còn có bao nhiêu năm như thế vẫn chưa đủ hắn cướp đoạt cơ duyên của lăng hàn sao được tiên khí còn có bí pháp tiên vương sau này hắn giết vào tiên vực chẳng những có thể thành tựu tiên vương hơn nữa còn là bá chủ trong tiên vương náp một cái toàn bộ tiên vực cũng phải run lên ba lần hắn càng nghĩ càng đắc ý gương mặt cũng không nhịn được cười thành hoa nhưng mạnh mẽ khắc chế việc còn chưa có thành đâu quan trọng nhất tự nhiên là tìm ra lăng hàn bằng không tất cả chỉ là hư vô hắn triển khai tìm tòi càng rộng hơn không tìm được lăng hàn không đắc thủ công pháp tiên vương cùng tiên khí hắn tuyệt không về bát thạch cấm địa hắn tìm tới chỗ rất xa nhưng đột nhiên cả kinh chỉ thấy một ánh bạc xẹt qua bay nhanh về phía xa xa là xuyên vân toa tiểu tử kia xuất hiện ánh mắt của hồ phong nhất thời sáng ngời nhanh chóng đuổi tới một kim quang đại đạo lập tức xuất hiện đuổi về phía xuyên vân toa tốc độ này càng nhanh hơn thánh nhân lĩnh ngộ quy tắc thiên địa tầng thứ cao nhất có thể nói cùng thiên địa hợp thành một thể có thể cùng thánh nhân sau so tốc độ cũng chỉ có thánh nhân xeo hồ phong chỉ ba cái cất bước mà thôi liền đuổi theo mà khi hắn đưa tay ra muốn bắt xuyên vân toa lại bắt hụt lại biến mất cả thuyền lẫn người hồ phong có chút phát điên rõ ràng trí bảo ngay ở trước mặt hơn nữa kẻ nắm giữ chỉ là một hàng hà cảnh tiểu cực vị nho nhỏ hắn rõ ràng mở tay liền có thể bắt làm sao nhiều lần không thể kiến công lần này hắn ngồi xếp bằng ở tại chỗ chờ đợi một lúc sau xuyên vân toa tái hiện nhưng cách xa mấy trăm dặm vừa nãy hắn đánh ra một đòn vung lên gợn sóng tinh không hắc tháp nước chảy bèo trôi tự nhiên tung bay ra thật xa một kim quang đại đạo trải ra hồ phong lần thứ hai đuổi theo mà thời điểm hắn đuổi kịp xuyên vân toa tự nhiên lại biến mất a à, hắn ngửa mặt lên trời gào lớn chỉ cảm thấy cực kỳ uất ức đường đường thánh nhân một ý nghĩ liền có thể rời sông lấp biển dưới một đòn toàn lực ngay cả tinh thần cũng có thể nát tan lại trước sau không thể cầm được một hàng hà cảnh tiểu cực vị. Trong hắc tháp, kêu la cái gì, ca cũng rất phiền muộn, lang hàn khó chịu nói, bị một tên thánh nhân nhìn chằm chằm, hắn chỉ có thể như ốc sen bò, cái này phải năm nào tháng nào mới có thể đến vân đính tinh. Hết cách rồi, hiện tại hồ phong như là cá mập thấy máu, khẳng định theo dõi hắn không tha. Cũng được, có một tên thánh nhân nhìn chằm chằm, áp lực này đủ lớn. Lăng Hàn nghĩ tới chỗ tốt, nghỉ ngơi một ngày, nguyên lực của hắn hoàn toàn khôi phục, lần thứ hai rời hắc tháp, khi Hồ Phong đuổi theo, hắn lựa chọn cùng đối phương đấu chính diện, liên tục hai lần, hắn liền trốn vào hắc tháp. chương 1651, độ thiên kiếp, hù chết người thượng. Khô, khô, lang hàn thở dốc như trâu, đồng dạng là tiểu thánh, tranh lệch cũng thật lớn, ta có thể khẳng định, Hồ Phong này có thể ở trong trăm chiêu anh bại đám người minh tâm thánh nhân. Có điều, được một vị thánh nhân rèn luyện, nguyên lực của ta trở nên càng ngày càng ngưng luyện biến tướng tăng lên thực lực của ta. Trao đổi một người làm như thế là đang tìm chết, nhưng Lăng Hàn không giống, hắn tu luyện bất diệt thiên kinh, thật giống như một khối tuyệt thế tiên kim, càng bị muôn vàn thử thách liền càng cứng cỏi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không vượt qua cực hạn của hắn, bằng không chính là đang tìm chết. Cứ như vậy, mỗi ngày Lăng Hàn đều sẽ cùng Hồ Phong liều mạng hai đòn, mà sau mỗi lần chiến đấu, hắn đều có thể ngộ. Hằng hà cảnh nào có thể cùng thánh nhân đao thật súng thật mỗi ngày tranh tài. Trước tiên không nói người có được hay không, thánh nhân nào lại nhàn dỗi như thế. Tình huống bây giờ đặc thù, Hồ Phong liền trở thành bồi luyện tốt nhất của Lăng Hàn. Một tháng trôi qua, Lăng Hàn lại đỡ lấy Hồ Phong ba chiêu. Tuy sau một chiêu này để hắn trực tiếp vận dụng một giọt bất diệt chân dịch mới chữa trị thân thể, nhưng có thể chứng minh Lăng Hàn thu được bước tiến dài. Một tháng trước, hắn là tuyệt đối tuyệt đối không thể đỡ lấy ba chiêu của Hồ Phong. Điều này cũng làm cho Hồ Phong ngơ ngác, tiến bộ như vậy cũng thật đáng sợ, lẽ nào hắn phải tự tay tạo ra một quái vật sao? nhưng muốn hắn xoay người rời đi, vậy càng là chuyện không thể nào. Công pháp tiên vương, tiên khí, hai người này bất luận cái nào cũng là hắn không cách nào thả xuống, cho dù đuổi tới chân trời góc biển, hắn cũng phải bắt lăng hàn. Ngược lại đối phương giết người của hồ gia, nhiễm nhân quả, bất kể trốn như thế nào cũng vô dụng, hắn đều có thể tìm tới. Sau ba tháng, lăng hàn đã có thể thong dong đỡ lấy ba chiêu của hồ phong, mà hắn cũng tu ra một viên tinh thần cuối cùng, đạt đến tiểu cực vị đỉnh cao chân chính. Ngày đó, hắn không ra cùng hồ phong chiến đấu, mà ở dưới luân hồi thụ bế quan, xung kích chung cực vị. Hắn có thể nói không chơi liền không chơi, nhưng hồ phong lại hết sức chăm chú, cả ngày căng hết thần thức, nếu liên tục mấy tháng đều như vậy, cho dù hắn là thánh nhân cũng chịu không nổi. Nhưng vấn đề lớn nhất là lăng hàn cả tháng chưa từng xuất hiện, điều này làm cho hắn càng thêm khó chịu. Một mặt, hồ phong căn bản không dám thả lỏng, bởi vì lăng hàn lúc nào cũng có thể xuất hiện, quyền chủ động ở trong tay đối phương. Mặt khác, Lăng Hàn vẫn không xuất hiện, để hắn nóng lòng a. À. Chẳng lẽ đối phương dùng thủ đoạn khác chạy mất, cái ý niệm này một khi sinh ra, để hắn lòng như lửa đốt. Cũng còn tốt, hắn biết thôi diễn, Lăng Hàn giết hồ anh mộc, cùng hồ gia kết làm nhân quả, cho dù cách mấy trăm tinh vực cũng có thể dễ dàng nhìn thấy chuỗi nhân quả này. Nhưng mà, chỉ cần Lăng Hàn biến mất, chuỗi nhân quả kia cũng sẽ biến mất theo, cực kỳ quỷ dị. Biến mất nói rõ đối phương còn ở trong tiên khí, ta còn có thể ôm cây đợi thỏ hắn tự nói với mình mạnh mẽ ấn xuống bất an mặc dù hắn là thánh nhân nhưng thời gian thành đạo quá ngắn muốn nói chấn định đương nhiên không thể so với thánh nhân lâu năm nếu như đổi thành hồ lạc hắn chắc chắn sẽ không có bất luận hoài nghi gì bởi vì hắn tin chắc mình là mạnh nhất thiên hạ bất luận làm sao lang hàn cũng không bay ra khỏi lòng bàn tay của mình ngay ở thời điểm hắn lo được lo mất càng ngày càng nghiêm trọng phù một luồng khí tức không ổn định truyền đến lang hàn rốt cục xuất hiện lần nữa ha 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 hồ phong cười to tâm tình nặng nề nhất thời biến mất hắn cất bước phóng tới chỗ lang hàn ngươi xác định thật muốn như vậy lang hàn lộ ra nụ cười quái dị oanh hắn cứng chịu hồ phong một đòn lùi mấy trăm dặm một đám mây đen cực kỳ quỷ dị xuất hiện ở trong tinh không bao phủ trên đỉnh đầu của hắn hồ phong nhất thời im bặt thiên kiếp tê, tên này bế quan một tháng hóa ra là đang trùng kích trung cực vị hồ phong thật kinh rồi chỉ dùng một tháng thời gian liền mở ra ràng buộc của hằng hà cảnh trung cực vị con mẹ nó người thực sự là người sao? Không được, không thể lại cho người này không gian trưởng thành, bằng không năng lực kháng đánh của tên này sẽ càng ngày càng đáng sợ, cảnh giới cũng sẽ càng ngày càng cao, một ngày kia thật có thể đối kháng mình. Không tiếc đánh đổi, ánh mắt của hắn phát lạnh, đột nhiên quyết định, hắn muốn ở trong thiên kiếp đánh giết Lăng Hàn, tuy rằng cái này sẽ để hắn cũng cuốn vào thiên kiếp, nhưng trên người hắn có một giọt thánh vương tinh huyết, có thể để cho hắn trong thời gian ngắn nắm giữ thực lực của đại thánh đỉnh cao, cái này vẫn chưa thể chống đỡ qua thiên kiếp sao. Làm, không nhân cơ hội này, lăng hàn này sẽ càng ngày càng khó giết. Chết, hắn mạnh mẽ xông vào phạm vi thiên kiếp bao phủ, một quyền đánh về phía lăng hàn. Hắn chỉ cần giết lăng hàn, còn bảo vật siêu hồn liền được, cũng không cần người sống. Lăng hàn nhoẻn miệng cười, lẩm bẩm nói, đây chính là người tự tìm. Hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh, lần thứ hai đỡ lấy một đòn của hồ phong, mà bởi vậy, đỉnh đầu của hồ phong cũng xuất hiện kiếp vân. Soảng, chớp giật đánh xuống, thiên kiếp sẽ không quản 3721, chỉ muốn chém chết người độ kiếp. Lăng Hàn không sợ, thần cốt của hắn sắp đạt đến cấp 15, hơn nữa lạc ấn sát trận cấp 15, cần sợ hãi thiên kiếp chỉ là trung cực vị. Chỉ là hiện tại hắn cũng không dám đổ nát thần cốt tiếp thu thiên kiếp rèn luyện, dù sao còn có một tên thánh nhân mắt nhìn chằm chằm a. À. Nhưng lần này, Hồ Phong cũng gặp nạn, xoạng, chớp giật bắn nhanh xuống, to đến vạn trượng, dài càng không biết mấy trăm triệu giảm hắn muốn qua đương nhiên là thánh nhân kiếp hơn nữa bởi vì lăng hàn mạnh mẽ thiên kiếp của hắn cũng đáng sợ hơn thiên kiếp bình thường rất nhiều hồ phong mạnh mẽ nhúng tay vậy sao hắn qua thiên kiếp chính là ở trên cơ sở thiên kiếp của lăng hàn phóng to đáng sợ hơn thánh nhân kiếp bình thường rất nhiều lần hồ phong lập tức biến sắc hắn không phải là không có vượt qua thánh nhân kiếp nhưng so với trước mắt lại kém hơn quá nhiều tuy rằng thực lực của hắn so với lúc trước xác thực tăng lên rất nhiều nhưng tuyệt không có nhiều như vậy a à là tên tiểu tử kia. Hồ Phong ngơ ngác, kỳ thực thiên kiếp là thể hiện ra tiềm lực của một võ giả, tương tự là hàng hà cảnh trung cực vị kiếp, nguy hiểm của ta lớn hơn ngươi, chính là thiên địa cho rằng ta càng có uy hiếp, tự nhiên chứng minh ta càng mạnh mẽ hơn. Chương 1652, độ thiên kiếp, hù chết ngươi, hạ. Hắn muốn liều lĩnh đi đánh giết lang Hàn, nhưng chấp giật khủng bố đã như mưa to gió lớn hạ xuống, hắn chỉ có thể toàn lực chống đỡ, tuy thiên kiếp này đáng sợ, nhưng hắn tự tin vẫn có thể vượt qua không cần vận dụng thánh vương tinh huyết hắn trước sau đề phòng trên người lăng hàn còn có một giọt thánh vương tinh huyết có thể đây chính là lăng hàn đào hấu cho hắn để hắn dùng đi thánh vương tinh huyết vậy sau đó chính là lăng hàn ngược lại truy sát hắn đây là lá bài tẩy không phải bước ngoặt sinh tử gặp phải nguy hiểm nhất tuyệt đối không thể vận dụng hồ phong cũng không kịp nhớ truy sát lăng hàn toàn lực đón đánh thiên kiếp rất nhanh hắn liền sướng sờ lăng hàn chia năm xẻ bảy vỡ thành từng khối từng khối cái này hắn có thể khẳng định đối phương tuyệt đối không phải là bị thiên kiếp đánh tan mà là chủ động sụp đổ thần cốt đây là để thân thể tiếp thu thiên kiếp rèn luyện a biến thái hồ phong nhất thời có chút không chịu được từ trước tới nay chưa từng gặp qua ai độ thiên kiếp như thế cái này để những người khác làm sao chịu nổi mỗi người đều phải chuẩn bị kỹ càng nhiều năm có nắm chắc vẹn toàn mới sẽ đi độ thiên kiếp nhưng vẫn có thể để đại bộ phận người chết đi ngươi ngược lại tốt tùy ý liền độ thiên kiếp không nói lại còn như tắm nắng tẩy luyện thần cốt đây là họa lớn trong lòng hồ phong sợ hãi nếu như lúc này để lăng hàn chạy thoát vậy bát thạch cấm địa sẽ gặp phải phiền phức ngập trời một ngày kia lăng hàn thành thánh tuyệt đối là ác mộng của hết thảy thánh nhân trên đời này người như vậy giết được sao hắn cắn răng quyết định vận dụng thánh vương tinh huyết không tiếc đánh đổi mà giết chết lăng hàn xoảng lôi kiếp như mưa hoàn toàn nhấn chìm hắn trường hạo kiếp này trở nên càng ngày càng đáng sợ đáng ghét hồ phong ở trong lòng mắng một câu không thể không tan giã do thánh vương tinh huyết kia bằng không hắn thật có thể bị thiên kiếp này đánh cho tan thành mây khói thiên kiếp cũng mặc kệ ngươi là thánh nhân đại biểu thiên địa ý chí nó chỉ là thanh đao chỉ có một niệm chém giết phá cho ta hồ phong một quyền vang trời lúc này thánh vương chỉ uy lan tràn hắn nắm giữ thực lực đại thánh cấp cho dù thiên kiếp cũng không phải là đối thủ của hắn nhưng tựa hồ thiên kiếp cũng bị làm tức giận, thời điểm đánh xuống một đạo, lại hóa thành hình người, oanh kích về phía hắn. Hồ Phong gào thét, nhưng không dám mặc kệ, nếu bị thiên kiếp bắn trúng, có khả năng dính vết thương đại đạo, đời này coi như xong rồi. Cho dù chấp giật hình người không phải đối thủ của Hồ Phong, một đòn liền sụp đổ, nhưng thiên kiếp lại không phải sinh linh, rất nhanh chấp giật liền gây dựng lại, hóa thành hình người, tiếp tục triển khai công kích về phía Hồ Phong. Ai cũng biết, thiên kiếp là không thể bị tiêu diệt, chỉ có thể chống đỡ, chống đỡ qua nửa ngày là tốt rồi. Hồ Phong bị chấp giật hình người gắt gao dây dưa, tuy thực lực của hắn rõ ràng mạnh hơn, nhưng chấp giật hình người không chết, điều này làm cho hắn cực kỳ bị phẫn, căn bản không cắt đuôi được. Lăng Hàn cũng không cần dòng rã nửa ngày đi rèn luyện thần cốt, đại khái hai canh giờ liền được rồi. Hắn vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch, xương vỡ lập tức gây dựng lại, không mất một sợi tóc, tinh khí thần càng hơn xa. Hắn cứ như vậy kiêu ngạo đứng ở trong hư không, ngửa đầu nhìn thiên kiếp, mặc cho thiên kiếp đánh tung, quan sát, thể ngộ thiên uy. Thong dong như vậy, so sánh với hồ phong thảm bại, điều này làm cho hồ phong tức điên. Hồ phong có đủ lý do phát rồ, hắn đã dùng một giò thánh vương tinh huyết, nhưng không chỉ không thể bắt lăng hàn, lại còn không có thong dong như đối phương. Ai bảo lực công kích của hắn mạnh mẽ, thể phách không được chứ. Thiên kiếp là nhanh bực nào, chỉ có thể chặn mà không thể trốn, người mạnh hơn cũng chỉ có thể bị động mà phòng thủ, để lực công kích mạnh mẽ căn bản không phát huy ra được. Nửa ngày trôi qua, Lăng Hàn không nói hai lời, ném ra Xuyên Vân Toa bỏ chạy. Hồ Phong còn độ thiên kiếp, hắn còn chưa vượt qua hết thời gian, hơn nữa Thánh Vương tinh huyết cũng đã tiêu hao hết, hắn chỉ có thể bằng thực lực của mình gánh, để hắn chịu đến thương tổn rất nặng. Khi thiên kiếp tiêu tan, hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, nhất định phải khôi phục thương thế, bằng không mang theo tổn thương như vậy lên đường, sẽ lưu lại hậu hoạn to lớn. Lăng Hàn nhất định phải chết, nhưng cũng không thể bổ sung mạng của mình vào. Lăng Hàn quay đầu lại liếc mắt nhìn, sau đó hở hững quay đầu. Thiên Hà Vương có cửu án cùng bát thạch cấm địa, nhưng ngay cả Thiên Hà Vương cũng không có cần hắn bình định cấm địa, chỉ cần hắn chém giết tên phản đồ khai vân vương kia liền có thể. Có điều, bị Hồ Phong một đường truy sát như thế, tính khí của Lăng Hàn tự nhiên đến rồi. Cấm địa khác hắn có thể mặc kệ, nhưng bát thạch cấm địa hắn nhất định phải san bằng. Dựa vào, thứ đầu gì, hắn điều khiển xuyên vân toa, chạy nhanh về phía vân đính tinh. Tại sao phải đi vân đính tinh, lẽ nào nơi đó có người có thể ngang hàng thánh nhân? Đương nhiên không phải, Lăng Hàn là nhắm về phía chiến trường hai giới. Không sai, hắn muốn xuyên qua chiến trường hai giới, tiến vào minh giới. Đây là kết quả hắn cùng tinh sa đại thánh thương lượng ra. Chỉ cần lưu ở thần giới, Lăng Hàn liền vĩnh viễn bị bắt thay cấm địa truy sát. Nào có đạo lý ngàn ngày để phòng cướp. Bởi vậy, Lăng Hàn muốn đi minh giới, quy tắc của minh giới cùng thần giới khác nhau, coi như thánh nhân đi qua. Đến nơi đó cũng chỉ có lực lượng của thánh nhân, mà không cách nào vận chuyển quy tắc đối ứng. Như vậy, chỉ cần tiến vào minh giới, bát thạch cấm địa liền không cách nào suy tính vị trí của hắn. Mà Lăng Hàn, hắn đạt được ma chủ tinh nguyên, có thể để cho mình hoàn mỹ dung hợp đến trong minh giới, căn bản không cần lo lắng sẽ gặp đến võ giả minh giới công kích. Mặt khác, Lăng Hàn cách thánh cảnh kỳ thực không xa, hắn cũng nên cân nhắc dung hợp quy tắc hai giới, đi tới đỉnh phong càng cao hơn. Hắn liền coi sự kiện này là thời cơ mở ra lữ trình minh giới. Chờ ta trở lại, chắc chắn quét ngang các ngươi. Lăng Hàn khó chịu nói, ngược lại tọa độ tinh không đã thiết lập ổn định, hắn đơn giản tiến vào hắc tháp, như vậy cho dù hồ phong chữa khỏi thương thế cũng không cách nào thôi diễn vị trí của hắn, nhiều nhất tìm tới vị trí hiện tại. Hắn bắt đầu lạc ấn trận văn mới ở trên thần cốt. chương 1653, quyết định, đi minh giới. Trước lúc ly khai, hắn làm chuẩn bị rất đầy đủ, tự nhiên đã sớm chọn được sát trận cấp 16 xâm la cử tuyệt trận, trong sát trận cấp 16, xếp hạng thứ nhất, đáng tiếc, trong tay hắn không có trận pháp thánh cấp, cái này không đạt tới thánh cấp là căn bản không có cách nào tu tập, mạnh mẽ khắc xuống trận văn cũng vô dụng, căn bản không thể xúc động lực lượng đất trời cộng hưởng, từ đó phát huy ra uy lực. Đến thời điểm đó lại tính, dưới luân hồi thụ, lăng hàn khổ sở tham khảo tu luyện, bỏ ra sắp tới một năm, hắn mới hiểu rõ trận pháp, sau đó bắt đầu lạc ấn trận văn. Một cái, hai cái, ba cái, Sâm La cử tuyệt trận tổng cộng có 1.080 trận văn, ngay cả hàng hà cảnh đại viên mãn cũng không thể lạc ấn ở trong người. Một là biến hóa quá nhiều, nắm giữ khó khăn, thứ hai là thân thể không thể chịu đựng, sát trận chưa giết người trước đã tổn thương mình, quả thực là tự ngược. Nhưng Lang Hàn không giống, luân hồi thụ cho hắn đủ thời gian tìm hiểu, bất diệt thiên kinh thì để thần cốt của hắn cứng cỏi, hoàn thành tráng cử mà người khác không thể hoàn thành. Vẹn vẹn chỉ dùng 21 ngày, Lăng Hàn liền khắc xuống 11 tòa xâm la cửu việt trận ở trong người. 11 tòa, không phải 10 tòa, cửu thiên hỏa trở nên càng ngày càng lớn mạnh, bởi vậy, có thể làm cho hắn lấy bút càng nhỏ khắc xuống trận văn ở trên thần cốt, bởi vậy, xâm la cửu việt trận rõ ràng cao cấp hơn, nhưng Lăng Hàn ngược lại khắc xuống càng nhiều sát trận. Hiện tại nếu như đổi thành huyết nha trận, vậy hẳn là có thể khắc lên 20 mấy tòa. Thời gian lâu như vậy, Xuyên Vân Tòa tự nhiên đã sớm đi tới Vân Đính Tinh, ở dưới đáy của một hải dương, lăng hàn cùng nữ hoàng thiên phượng thần nữ ra hắc tháp thu hồi xuyên vân toa bước về phía chiến trường hai giới hai năm trôi qua hai nữ cũng có bước tiến dài nữ hoàng liền không cần phải nói tuyệt thế tiên thai so với cổ đạo nhất lúc trước còn muốn châu bò không tới hai năm liền để nàng tiến thêm một bước đã đi tới hằng hà cảnh trung cực vị hậu kỳ tiến một bước kéo dài tranh lệch cùng lăng hàn thiên phượng thần nữ cũng không kém bao nhiêu thành tựu tương lai của nàng khẳng định không kém tiên thai có ba vị thánh vương truyền thừa huyết mạch cũng tăng lên cực lớn nàng đã bước vào tinh thần cảnh trung cực vị đỉnh cao chúng ta phải mau mau người điên kia hẳn là trong vòng mấy ngày liền đuổi tới lăng hàn nói hai nữ đều gật đầu cùng lúc đó trong tinh không xa xôi hồ phong đang ngồi khoanh chân đột nhiên mở hai mắt ra hắn một lần nữa nhìn thấy chuỗi nhân quả chỉ là trải qua thiên kiếp cọ rửa chuỗi nhân quả này đã cực kỳ nhạt e là lăng hàn lại qua một lượt thiên kiếp nữa liền hoàn toàn biến mất độ thiên kiếp chính là nắm tân sinh thoát thai hoán cốt tự nhiên sẽ tẩy đi nhân quả. Chạy đàng nào, Hồ Phong một bước bước ra, kim quang đại đạo trải rộng, nhanh nhanh đuổi tới Vân Đính Tinh. Cần 4 ngày, hắn tính toán nói, ba người lang hàn tiến về phía chiến trường hai giới, sau khi bước vào hàng hà cảnh, tốc độ của bọn họ tự nhiên nhanh đến mức đáng sợ, chỉ sau một ngày, bọn họ liền một lần nữa đến nơi này. Ở đây, bọn họ lưu lại rất nhiều hồi ức, ấn tượng sâu sắc nhất đương nhiên là Đinh Tử chân vì phục sinh con gái, bỏ ra không biết mấy trăm triệu năm bảy xuống một sát cục, kết quả con gái mới vừa phục sinh liền tự sát. Đi thăm tử nguyệt thần nữ đi, Lăng Hàn nói, nàng đối với thiên phượng thần nữ là trông non không ít. Có điều, vì tránh để cho tử nguyệt thần nữ cũng dính vào, Lăng Hàn không có đi theo, mà để thiên phượng thần nữ cùng loạn tinh nữ hoàng đi. Mặt khác, hắn đã sớm luyện ra thần đan cấp 15 mà tử nguyệt thần nữ cần, cũng cùng nhau mang tới, xem như là trả lại một ân tình. Ân tình trả lại, không có nghĩa là không còn bằng hiếu, nếu tử nguyệt thần nữ gặp nạn, Lăng Hàn vẫn sẵn lòng xuất lực hai nữ cũng không dám trễ nải thời gian chỉ dùng hai canh giờ liền trở về từ nguyệt đại nhân nhờ ta thay nàng cảm tạ ngươi thiên phượng thần nữ nói lang hàn để bụng chuyện này như vậy tự nhiên là bởi vì nàng điều này cũng làm cho nàng cảm giác trong lòng mọt ngào nhưng lang hàn ở bên tai của nàng cười nói vậy tối hôm nay mở một tư thế mới được không thiên phượng thần nữ lườm hắn một cái người xấu này luôn nghĩ làm sao dằn vặt nàng không phải là lúc trước hung ác với hắn một chút sao làm sao liền nhớ mãi không quên chứ thực sự là mưu mô, có điều, vừa quay đầu nàng liền hơi hạ thấp phần chán, hai gò má nổi lên dáng đỏ, lấy động tác nhỏ không thể biết gật gật đầu. Lăng Hàn không khỏi vui vẻ, ba người Lăng Hàn không có lãng phí thời gian, bọn họ tiến vào chiến trường hai giới, tiến về phía minh giới. Không chỉ Lăng Hàn, mục tiêu của loạn tinh nữ hoàng, thiên phượng thần nữ đều là tiến vào tiên vực, tự nhiên không thể đặt ánh mắt ở trên thành thánh. Bởi vậy, hai nữ cũng cần tiến vào minh giới, thể ngộ quy tắc thiên địa không giống. Bọn họ là quân tiên phong, sau này bọn người Vũ Hoàng, Đinh Bình sẽ tiến vào Minh giới. Đương nhiên, nếu như Lăng Hàn tu hành tốc độ quá nhanh, đến thời điểm đó hắn có thể thu người tiến vào trong hắc tháp, mang theo bọn họ cùng một chỗ tiến vào tiên vực. Quy tắc của tiên vực là hoàn toàn, không cần chạy đi hai nơi lĩnh ngộ. Nhóm ba người đi tới, dần dần thâm nhập, tiến vào càng sâu, võ giả của thần giới càng ngày càng ít, ngược lại, võ giả của Minh giới lại càng ngày càng nhiều, điều này đại biểu bọn họ sắp đi vào Minh giới. Cái này rất rõ ràng, nguyên bản ba người bọn họ rất bình thường, nhưng bây giờ trên người có quang diễm phóng lên trời, càng đi tới, quang diễm này càng rõ ràng, quả thực như kiêu dương trong bóng tối. Hơn nữa, cái này cùng tu vi không quan hệ, trên thân thể ba người lăng hàn tản mát ra quang diễm đều có độ sáng giống nhau, cũng không có bởi vì lăng hàn cùng nữ hoàng là hàng hà cảnh mà có chỗ bất đồng. Ô, người của thần giới, một tên võ giả minh giới xuất hiện, bước nhanh đi tới, đến nơi này, ngược lại là người của minh giới có vẻ rất bình thường, không còn tà khí phóng lên trời nữa. Đây là một tên cường giả tinh thần cảnh, hẳn là vừa bước vào cảnh giới này không lâu, khí tức vẫn chưa ổn định, hắn cũng tương đối trẻ tuổi, trên mặt có vẻ kiêu ngạo, ở cái tuổi của hắn liền bước vào tinh thần cảnh, rất ít ỏi. Cái này đương nhiên đáng giá kiêu ngạo, dù sao tinh vực này cấp độ võ đạo cũng không phải cấp bậc hàng đầu, tinh thần cảnh hoàn toàn có thể được xưng một tiếng cường giả. Chương 1654 vừa vào, ánh mắt của hắn đảo qua nữ hoàng không khỏi lộ ra vẻ kinh diễm. Đẹp quá, bởi vì đối phương là người của thần giới, hắn đương nhiên không kiêng rẻ chút nào, trực tiếp vọt lại, đưa tay chụp tới nữ hoàng đại nhân. Ba người lang hàn đều thu lại khí tức, hắn cũng không thể nào phán đoán tu vi của ba người này, nhưng ở hắn nghĩ đến, ở trên chiến trường này có thể xuất hiện cường giả gì. Hắn đến là bởi vì hắn bước vào tinh thần cảnh, cố ý đến dạo một hồi, khoe khoang với đối thủ cạnh tranh ngày xưa. Bằng không hắn sẽ tới sao? Nữ hoàng nhất thời lộ ra sát khí, trên thế giới này chỉ có một nam nhân có thể chạm mình, nhưng tuyệt đối không phải người này. Lăng Hàn ra tay trước, hai tay liền đánh, đùng 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 đùng, trong nháy mắt liền đánh đối phương mười mấy ba tay, miễn cưỡng đánh người này hôn mê bất tỉnh. Đi thôi, không cần thiết chấp nhặt người như thế. Lăng Hàn cười nói, ừm, um, nữ hoàng đương nhiên là nghe Lăng Hàn. Lăng Hàn vận chuyển ma chủ tinh nguyên, khí thức trên người lập tức thay đổi, quang diễm lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên ảm đạm không khác người của minh giới. Nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ không có năng lực như vậy, vì giảm thiểu phiền phức, các nàng liền tiến vào hắc tháp, thay vào đó là Tu La Ma Đế. Chủ nhân vĩ đại của ta, tiểu đế nhớ chết ngươi. Tu La Ma Đế vừa ra liền nịnh hót, nhưng hắn lập tức sững sờ. Cái này cái này cái này cái này, đây là minh giới. Hắn trở lại cố hương, chủ nhân vĩ đại, người muốn tới quét ngang minh giới sao? Hắn hưng phấn nói, đã không nhịn được muốn dương nanh múa vuốt làm một chó săn cáo mượn oai hùng. Quét ngang cái đại đầu quỷ ngươi, chúng ta là đến tị nạn. Lang Hàn đạp hắn một cước, chủ nhân, người nào đang đuổi giết chúng ta? Tu La Ma Đế lập tức cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Một thánh nhân thôi, Lang Hàn hời hợt nói. Phốc, Tu La Ma Đế nhất thời phun ra ngoài, thánh nhân, còn mà thôi. Chủ nhân, người đã tăng lên đến trình độ tiểu đế ngước nhìn cũng muốn ngưỡng gãy cổ. Đi, Lang Hàn lấy ra xuyên vân toa, tùy ý tìm cái phương hướng, tuy ở đây thánh nhân không thể thôi diễn nhưng thánh nhân quá mạnh mẽ thần thức có thể bao vây cả tinh cầu hắn cũng không muốn bị hồ phong tìm tới lại nói hắn không chỉ là vì tị nạn còn muốn tu luyện ở minh giới đương nhiên phải đi mỗi địa phương của minh giới nhìn cấp độ võ đạo nơi này hơi thấp ngay cả thánh nhân cũng không có hắn ở lại chỗ này chỉ có thể dẫm chân tại chỗ chuyện tình cờ như trước đó làm chơi rất vui nhưng số lần nhiều liền vô vị vẫn là dẫm thiên tài có ý tứ hắn cũng không có mục tiêu rõ rệt mặc cho xuyên vân toa nhanh chóng tiến lên ở trong tinh không, kỳ thực tinh không của minh giới cùng thần giới căn bản không có khác nhau, chỉ là quy tắc thiên địa không giống, để con đường võ đạo của hai giới có sai lệch. Nhưng trên thực tế, cái này vẫn là trăm sông đổ về một biển. Ba người lăng hàn đều cảm ngộ quy tắc của minh giới, sau khi đi tới nơi này, bọn họ không cách nào thuyên chuyển quy tắc nguyên bản nắm giữ, chỉ có lực lượng tương đương cảnh giới, tương đương với phải tu luyện lại từ đầu. Cũng còn tốt, hắc tháp thực sự là một trí bảo, ở giới nào, nó liền có thể hòa vào giới đó, chỉ cần Lăng Hàn sẵn lòng, pháp tắc của Minh giới liền cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong hắc tháp, như thân ở trong Minh giới vậy. Ba người Lăng Hàn đều tìm hiểu ở dưới Luân Hồi Thụ, bọn họ phải nhanh một chút tu ra quy tắc của Minh giới, lúc này mới có thể càng tốt hơn hòa vào Minh giới, hơn nữa, không có quy tắc như vậy giúp đỡ, bọn họ cũng không cách nào phát huy ra thực lực nên có. Dưới Luân Hồi Thụ, tốc độ tiến cảnh của bọn họ rất nhanh, mỗi một khắc đều có bước tiến dài dù sao cảnh giới của bọn họ bầy biện ở đó. Hồ Phong chỉ chậm hơn một ngày, hắn cũng đến chiến trường hai giới, không khỏi cao mày, nhất thời rõ ràng dụng ý của Lăng Hàn. Đối phương là muốn chạy vào minh giới, cứ như vậy, hắn liền không cách nào thôi diễn, bởi vì quy tắc thiên địa không giống. Hắn không khỏi cười gần, cái này quả thật không tệ, nhưng tiểu tử này cùng hồ ra trong lúc đó còn tồn tại chuỗi nhân quả, cái này sẽ không bởi vì tiến vào minh giới mà tiêu tan. Nếu như Lăng Hàn là thánh nhân, hơn nữa tu luyện một loại bí pháp nào đó liền có thể nhìn thấy chuỗi nhân quả dễ dàng chặt đứt cái này ở tiên vực cũng không phải pháp môn ghê gớm gì nhưng ở thần giới ha ha lại nói lăng hàn cách thánh cảnh còn có một đoạn dài bằng không hắn cần gì phải chạy hắn suy tư một bên bước chậm đi ở trên chiến trường hai giới hắn đang lần theo chuỗi nhân quả của lăng hàn mà động không bao lâu hắn liền nhìn thấy một người đang hôn mê đưa tay rung lên đối phương lập tức tỉnh lại kia dĩ nhiên là con ma đen đuổi bị lăng hàn đánh ngất, tư duy của hắn còn dừng lại ở lúc bị đánh ngất xỉu, vừa tỉnh lại liền hét lớn một tiếng. Lớn mật, lại dám đánh lén cổ ra nhà ngươi, xem chiêu. Hắn biết rõ ba người lăng hàn mạnh hơn hắn, nhưng hắn không sợ, bởi vì đây chính là địa bàn của minh giới, hắn làm sao có thể yếu đi khí thế. Cạn bã thần giới cũng dám hung hăng ở chỗ này, hắn một cái tát liền quất tới hồ phong, ồ, làm sao không phải ba người kia, quên đi, mặc kệ nó, Ngược lại cũng là người của thần giới, chiếu đánh. Hồ Phong không khỏi sướng sờ, tình huống thế nào, không chỉ Lăng Hàn là hằng hà cảnh nho nhỏ dám phản mình, hiện tại ngay cả một tinh thần cảnh cũng dám đánh mình. Không thấy mình là thánh nhân sao? Mặc dù mình luôn thích bày vẻ mặt hiền hòa, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu mình thật không có cái giá của thánh nhân a. À. Lẽ nào ở cấm địa quá lâu, thế giới này thay đổi. Đùng, Hồ Phong đánh con ma đen đuổi kia một bà tai làm cho đối phương ở tại chỗ xoay chuyển vài vòng, rơi mấy cái răng. Ngươi nên gặp qua người này a. À. Hồ Phong dương tay lên, dùng nguyên lực ngưng ra dáng dấp của Lăng Hàn, trông rất sống động, cái này với thánh nhân mà nói đương nhiên là thủ đoạn nhỏ. Cặn kẽ nói các người gặp nhau đi, tuy hắn cho rằng Lăng Hàn muốn chạy trốn đến minh giới, nhưng vẫn có khả năng đối phương là đang cố ý lừa hắn, bởi vậy hắn nhất định phải trăm phần trăm xác định, dù sao hắn tiến vào minh giới liền không cách nào vận chuyển thần giới quy tắc, thực lực sẽ xuống thấp chương 1655, người phóng khoáng. Phải biết, thánh nhân ngoại trừ quy tắc ra, cùng hàng hà cảnh là không có khác nhau, lực lượng đến từ số lượng tinh thần, trên lý thuyết hàng hà cảnh thậm chí có thể ở trên số lượng tinh thần vượt qua thánh nhân. Hồ Phong không thể không cẩn thận, tiến vào minh giới, hắn liền không phải thánh nhân, mà chỉ là hàng hà cảnh cấp cao. Con ma đen đuổi này cũng thầm gọi mình xui xẻo, đây là làm sao, hắn là cường giả tinh thần cảnh A, làm sao đụng tới ai cũng đánh không lại, cái này còn có thiên lý sao? Nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Hồ Phong, hắn vội vã nói ra sự tình gặp gỡ ba người lăng hàn. Kỳ thực cái này thật rất đơn giản, Hồ Phong xoay người rời đi, con ma đen đuổi này vừa định thở một hơi, cả người đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Hẳn là đi tới minh giới, chờ ta tìm chuỗi nhân quả kia xem. Hắn tiến vào minh giới, cả người như thái dương tỏa ra quang diễm, chỉ ít cách hơn 10.000 dặm cũng có thể nhìn thấy, quá bắt mắt quá trói mắt. Chỉ một hồi, liền có thật nhiều người giết tới, mỗi một người đều biểu hiện không vui. Người của thần giới lại dám một mình xông tới, sống thiếu kiên nhẫn sao. Hồ Phong khẽ mỉm cười, nụ cười hiền hòa. Ta muốn tìm một người, ai cũng chớ quấy giày ta, bằng không, ta không ngại đại khai sát giới. Ở trong mắt hắn mặc kệ là thần giới hay minh giới, hết thảy sinh linh đều cực kỳ đê tiện, giết nhiều hơn nữa cũng không đáng kể. Yêu nghiệt thần giới lớn mật, chạy đến minh giới chúng ta còn dám nói khoác không biết ngược, khinh người quá đáng. Những người này dồn dập ra tay, công về phía Hồ Phong. Hồ Phong dung sắc lạnh lẽo, vung tay phải lên, nhất thời, tất cả mọi người đều bị chấn thành mưa máu. Hắn không cách nào lại thôi diễn ra nơi của Lâm Hàn, nhưng chuỗi nhân quả vẫn còn, nhưng đuổi theo một lúc, đường dây này cũng đứt đoạn mất. Bất luận ngươi ở đâu, ta cũng sẽ tìm được ngươi. Hồ Phong không có dễ dàng truy kích, bằng không chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, ngược lại sẽ làm khoảng cách của song phương trở nên càng xa hơn. Lăng Hàn khẳng định mình không có cách nào thôi diễn vị trí của hắn, nhưng lại không biết còn có chuỗi nhân quả tồn tại. Vì lẽ đó, Lăng Hàn nhất định sẽ bất cần, cho rằng đã thoát khỏi mình. Như vậy khi hắn xuất hiện, chính là thời điểm mình phát động tuyệt sát. Hắn sẽ không giống trống khua chiêng, mà là lặng lẽ tiếp cận, lại một đòn chí mạng. Có điều, hắn cũng có chút gấp, bởi vì người của thần giới tiến vào minh giới quả thực chính là mục tiêu sống, quá dễ thấy, chỉ mong Lăng Hàn sẽ không bị người của minh giới giết chết, nếu không hắn liền thật không biết đi nơi nào tìm công pháp tiên vương cùng tiên khí. Dưới luân hồi thụ, ba người lăng hàn đều trải qua thời gian dài bế quan, đã bước đầu nắm giữ quy tắc minh giới. Huyết mạch là một mặt, thể chất cũng là một mặt, nhưng đây chỉ là để võ giả có thể đứng ở khởi điểm càng cao hơn, tốc độ nỗ lực càng nhanh hơn, nhưng lợi khí chân chính có thể leo võ đạo đỉnh phong, kỳ thực là ngộ tính. Lúc này liền lộ ra hoàn toàn, ba năm sau, Lăng Hàn nắm giữ quy tắc minh giới đã bước vào hàng hà cảnh tiểu cực vị trung kỳ, mà xâm la cử tuyệt trận cũng không có bị quy tắc hai giới ảnh hưởng, nếu trận pháp phát huy, hắn thậm chí có thể chém giết hàng hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao, chỉ có hàng hà cảnh tu ra cực cảnh mới có thể cùng hắn ngang hàng. Nữ hoàng kém hơn một chút, nhưng cũng đạt đến hàng hà cảnh tiểu cực vị sơ kỳ, thiên phượng thần nữ thì kém hơn rất nhiều, chỉ có nhật nguyệt cảnh hậu kỳ. Tuy nàng được ba vị thánh vương truyền thừa, nhưng ba con chân phượng là thần giới thánh vương, không thông quy tắc minh giới A. lang Hàn kết thúc tu luyện, đi ra hắc tháp, chỉ thấy xuyên vân toa đã mang theo bọn họ đi tới một tinh không hoàn toàn xa lạ, cách đó không xa có một vầng mặt trời đang tán phát ra ánh sáng hừng hực, đây là một tinh hệ. Có dấu vết sinh mệnh, xuyên vân toa bay tới, rơi vào trên một viên tinh thể, nơi này có linh khí nồng nặc, đủ để sinh ra thánh nhân. Tuy loạn tinh nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ đã bước đầu nắm giữ một ít pháp tắc minh giới, nhưng các nàng vẫn quyết định ở trong hắc tháp tu luyện, làm sao cũng phải ngang hàng cảnh giới. Bởi vậy, lang hàn một thân một mình, hành tẩu ở trong thế giới hoàn toàn xa lạ này hắn thu lại khí tức như người thường nhưng chỉ cần nhìn hắn một bước chính là hơn ngàn dặm liền biết hắn tuyệt đối không thể là người bình thường đi một trận hắn ngửi thấy được một trận hương vị nhẹ nhàng truyền lại là một kẻ tham ăn chính tông hắn có thể khẳng định đây là có người đang nướng thịt hơn nữa dùng vật liệu vô cùng thượng thừa hắn không khỏi xoay chuyển một phương hướng bị hấp dẫn đi đây thực sự là không xa nếu không hương vị không thể bay tới mũi của hắn chỉ thấy dưới một cây đại thụ đang có một đại hán đang nướng thịt đại hán rất sống dã nhân ở trần hạ thân cũng chỉ có một cái váy ngắn bao vây cánh tay cùng bắp đùi thô to quả thực tựa như man tượng mà đặt ở trên giá nướng là ba con chim nhìn giống gà đang nhỏ xuống mỡ béo khiến người ta nhìn mà thèm ăn nhỏ rãi lang hàn hơi kinh ngạc bởi vì đại hán này rất mạnh cũng là hằng hà cảnh là cấp độ võ đạo nơi này quá cao hằng hà cảnh nhiều như chó hay vừa khéo để hắn gặp phải huynh đệ, phân ta một con được không? Lăng Hàn muốn ăn quá độ, không khách khí nói. Đại hán kia cũng phát hiện Lăng Hàn, nhếch miệng nở nụ cười nói. Được, Lăng Hàn trà sát tay, ngồi xuống ở bên đống lửa. Nhìn kỹ, hắn không khỏi càng thêm kinh ngạc, bởi vì gỗ đốt lửa cũng không đơn giản, tuyệt đối là thần mộc cấp 10 trở lên, bình thường là dùng để luyện đan, có thể cung cấp hỏa lực cường đại, hiện tại lại dùng để nướng thịt. Nếu như bị đan sư nhìn thấy, nhất định sẽ mắng hắn phá sản mặc dù lăng hàn là đan sư nhưng càng cho rằng mình là kẻ tham ăn hợp lệ bởi vậy không cảm thấy đau lòng ngược lại tràn đầy phấn khởi bởi vì cần thần một nhóm lửa thịt nướng sẽ phổ thông sao tại hạ lăng hàn hắn nói câu lực tráng hán thuần thục chuyển động que thịt biểu hiện chăm chú để lăng hàn nổi lòng tôn kính đây là một kẻ tham ăn chân chính người trong đồng đạo a chỉ chốc lát thịt nướng rốt cục hoàn thành câu lực thoải mái phân một con gà nướng hoặc là chim gì đó nướng cho lăng hàn mà Lăng Hàn thì lấy ra một bình rượu ngon, đây là dùng trái cây trồng trong hắc tháp làm ra, gia nhập một chút luân hồi thụ diệp, có thể coi là trí bảo. chương 1656, kẻ ăn trộm gà. Câu lực cũng không khách khí, lấy ra một cái bát, để Lăng Hàn đổ đầy, hắn lập tức hấp một ngụm, cũng không lo lắng Lăng Hàn bỏ thuốc ở trong rượu, ngay thẳng đến có chút ngốc. Lăng Hàn cũng ngọ miếng thịt lớn, uống từng ngụm rượu. Ô, cái thịt này rất ngon, tuyệt đối là cấp bậc thần điều cực cao, tràn ngập tinh hoa thần tính, cực kỳ đại bổ. Câu lực này cũng thật sáng sủa, thịt chim quý giá như thế lại không chút do dự chia sẻ với người xa lạ. Ác tặc lớn mật, lại dám ăn lục bảo cây nhà ta. Đúng lúc này, chỉ thấy một thiếu nữ giết ra, trong tay mang theo thanh kiếm, trên mặt che kín nghiêm xương. Lang Hàn nhất thời sửng sốt, dựa vào, phóng khoáng cái giam A, câu lực này lại là tên ăn trộm gà. Cái gì, cái này càng là tang vật, để Lăng Hàn không biết nên khóc hay cười chính là, câu lực kia lại một bộ vô cùng phẫn nộ, lớn tiếng nói. Người cái hảo tiểu tử, ta có lòng tốt mời người uống rượu, người lại để ta ăn đồ vật ăn trộm. Hắn cầm thịt nướng trong tay dơ lên thật cao, ra vẻ muốn ném, nhưng suy nghĩ một chút, đùng, nặng nề cắn tới, nhất thời để dầu béo phân tán, hắn một bên nhai, một bên mơ hồ không rõ nói. Ta khinh bỉ ngươi, rất khinh bỉ ngươi, hắn vừa nhìn về phía thiếu nữ kia, tiên tử, ta ủng hộ ngươi, đánh hắn. Cái này, lang hàn nhìn câu lực, Trước cảm thấy đây là một dã nhân trong man hoang đi ra, tính tình sáng sủa, nhưng thời khắc này hắn mới rõ ràng mình sai lợi hại đến mức nào. Không thể nhìn mặt mà bắt hình rong A, hắn con mẹ nó chính là con hàng lừa bịp. Cô gái kia cũng xứng sờ, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phán đoán tình huống, nhưng nhìn thấy câu lực từng ngụm từng ngụm mà ăn, không khỏi giận tím mặt, vung kiếm liền chém. Các ngươi trả lục bảo kê cho ta, nữ tử này rất bất phàm, một kiếm chém ra, phía sau có một đạo tinh hà hiện lên, trong đó có ít nhất mấy trăm ngôi sao hằng hà cảnh trung cực vị lang hàn kinh ngạc cấp độ võ đạo nơi này có vẻ như rất cao a hắn gặp phải hai người chính là cấp bậc hằng hà cảnh nhưng hắn vội vã nhảy nhót bởi vì thiếu nữ này đối xử hắn và câu lực bình đẳng đều liệt vào mục tiêu công kích tiên tử người đánh sai người ta thật không có quan hệ a ta chỉ là xuất hiện ở thời gian sai lầm ở địa điểm sai lầm câu lực cũng liên tục né tránh nhưng không hoàn thủ dù sao cũng là mình sai trước hai đại nam nhân vẫn rất có phong độ, Lang Hàn không khỏi không nói gì, câu lực này cũng không biết xấu hổ đến cảnh giới nhất định a, à, lại trợn mắt nói dối cũng không đỏ mặt một hồi. các ngươi đều bó tay chịu chói cho ta, thiếu nữ tức giận, một thanh kiếm vận chuyển đến lóng lánh chói mắt, bằng không ta đều giết các ngươi. nàng thật đúng là không phải chỉ nói xuông, trên thân kiếm từng viên từng viên thần văn kỳ dị tỏa ra, toàn diện kích phát huy năng trong đó, để sức chiến đấu của nàng tăng lên tới một độ cao mới lăng hàn có chút vất vả lực lượng của hắn không kém đối phương nhưng ở trên quy tắc kém có chút nhiều vừa mới đạt đến tiểu cực vị trung kỳ mà thôi bởi vậy sức chiến đấu thông thường của hắn cũng là trung cực vị sơ kỳ không cách nào lại vượt qua sức chiến đấu một tinh đương nhiên cái này là không tính cửu thiên hỏa xâm la cửu tuyệt trận vào cũng không có tính toán thể phách của hắn những cái này không có chịu đến quy tắc minh giới ảnh hưởng câu lực thấy hắn vất vả né tránh chống đỡ không khỏi lộ ra vẻ đồng tình nói huynh đệ nếu không chịu được nữa liền không nên liều chết, ngoan ngoãn nhận lỗi với vị tiên tử này, tiên tử niệm tình ngươi lần đầu sai lầm, tất nhiên sẽ tha thứ ngươi. Cô gái kia tức điên, nhà nàng tổng cộng mới có 5 con lục bảo kê, mỗi một con đều là nàng dốc lòng chăm sóc nuôi lớn, ngay cả nàng cũng không nhịn được ăn, bây giờ lại bị hai tặc nhân này trộm ba con, để nàng làm sao có thể không giận, hận không thể chém hai người này thành vạn đoạn. Rõ ràng là người ăn trộm, ta chỉ là đi ngang qua, bị liên lụy. Lăng Hàn thở dài, câu lực kinh hãi đến biến sắc huynh đệ cơm có thể ăn bậy nhưng không thể nói lung tung được rõ ràng ngươi là kẻ ăn trộm gà vì sao phải oan uổng ta ta cùng ngươi có oán cừu gì ngươi cần như vậy sao ta cùng ngươi lại có oán cừu gì chứ lang hàn lắc đầu cười nói tuy hiện tại rất thảm bại nhưng hắn ngay cả thánh nhân truy sát cũng tránh thoát được đương nhiên sẽ không lưu ý một hằng hà cảnh chung cực vị nạp mạng đi thiếu nữ thấy bọn họ đều từ chối không khỏi càng thêm tức giận trong một tiếng hét dài trên người có băng hàn chi lực lưu truyền toàn bộ thiên địa trở nên lạnh giá để thần huyết cũng muốn ngưng tụ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt hảo nam không cùng nữ nhân đấu huynh đệ người chống cửa a ca rút lui trước câu lực hư lắc một chiêu xoay người bỏ chạy nhưng hắn mới chạy vài bước không khỏi nhe răng lắc đầu nói huynh đệ ta nói người chạy theo ta là có ý nghĩ không có ý gì ngược lại đều là chạy có bạn cùng đi a lăng hàn đi theo phía sau câu lực thật chặt hắn đương nhiên không thể đi đổ vỏ ốc nhưng ta không muốn cùng ngươi làm bạn a à. câu lực dơ chân kháng nghị vô hiệu chạy mau nếu không liền bị đuổi theo lăng hàn cười nói bởi vì câu lực dơ chân một trận bị hắn vượt qua mà thiếu nữ đã đuổi lại một kiếm chém ra đóng băng ngàn dặm câu lực vội vã phát lực lao nhanh hắn cũng theo lăng hàn hiển nhiên ý nghĩ giống lăng hàn không muốn làm con ma đen đuổi căn cứ tác phong nếu như ta chìm xuống vậy cùng nhau chìm a à. huynh đệ chờ chút a à có cái bạn, không cô độc. Hắn kêu lên, "Lan, ta không quen biết ngươi." Lăng Hàn xua tay, "Nhưng ta biết ngươi a, à, Lăng Hàn Lăng huynh đệ đúng hay không?" Câu lực ở phía sau gọi, âm thanh vô cùng lớn, thật giống như chỉ lo cô gái kia không nghe được vậy. Dựa vào, cái tên này tuyệt đối là cố ý. Ngươi cái ăn trộm gà này." Lăng Hàn trách mắng, "Ta là người đứng đắn như vậy, làm sao có khả năng làm chuyện trộm gà bắt chó?" Câu lực kiên quyết nói một mặt đại nghĩa lẫm nhiên, một bên miệng lớn gặm thịt nướng. Thơm quá, hắn không nhịn được khen, đáng chết, đáng chết, thiếu nữ phía sau thì tức điên, không ngừng vung kiếm chém ra, mặc kệ là lăng hàn hay câu lực, nàng đều muốn bắt xuống. Lục bảo kê của nàng A, câu lực cực kỳ biết làm người tức giận, vừa chạy vừa ăn thịt gà không tính, còn ném xương về phía sau, để thiếu nữ càng phẫn nộ, tóc đen chút về phía trời, hóa thành một đoàn xương vụ rõ ràng chương 1657, bảo vật giao lưu hội. Thủy thiên thuật, thiếu nữ nũng nịu, đột nhiên ngừng lại, tay trái bấm quyết, phù, hơi nước trong toàn bộ thiên địa bắt đầu bay lên, hóa thành từng cái từng cái tinh thể, mỗi một tinh thể đều có một bóng người của nàng. Cái này quá dày đặc, lăng hàn cùng câu lực sông về phía trước, không thể tránh khỏi đụng vào những tinh thể này, nhất thời gặp phải đón đầu thống kích. Có điều vào lúc này, thể phách khủng bố của lăng hàn phát huy ra uy lực, đụng như vậy căn bản không đến nơi đến trốn ngay cả tốc độ cũng không có chậm, mà câu lực thì kêu to hoa hoa, như lửa thiêu mông đuổi theo lăng hàn. Bọn họ rất nhanh lao ra phạm vi thủy tinh thể bao phủ, mà thiếu nữ vì vận chuyển thức công pháp này, nhất định phải đứng ở tại chỗ thi pháp, lại thu công truy đuổi, cách hai người lăng hàn đã không biết bao xa. Tiểu tạc chết tiệt, ta nhất định sẽ tìm được các ngươi, để các ngươi trả giá thật lớn. Phía sau truyền đến thanh âm phẫn nộ kêu gào của thiếu nữ, kia là lấy thần thức chấn động ra, bằng không căn bản không thể đuổi theo hai người lăng hàn lăng hàn lại chạy một trận lúc này mới ngừng lại mà câu lực cũng dừng lại theo một bên thở hổn hển nói huynh đệ người chạy trốn thật nhanh huynh đệ lăng hàn tựa như cười mà không phải cười câu lực vội vã xua tay cùng một chỗ làm tặc phân qua bẩn không phải huynh đệ là cái gì ta nói huynh đệ người không nên làm bộ mặt oan ức ta là rất ít tán đồng người khác ta thích ngươi rồi lăng hàn cười ha ha nhưng không có ra tay tuy câu lực này hãm hại hắn một cái nhưng bản tính cũng không xấu, bởi vì hắn và mình giống nhau, ở thiếu nữ công kích chỉ chống đỡ cùng né tránh, nếu gặp phải người cùng hung cực ác, khẳng định đã sớm phản kích. Chỉ nhìn điểm ấy, Lăng Hàn tin tưởng mặc dù câu lực này là con hàng lừa bịp, nhưng không tính là người xấu. Huynh đệ đến, lực ca mang người đi chơi, câu lực thật giống như không để chuyện trước kia ở trong lòng, một bộ dáng dấp không có tim không có phổi. Ha ha, lại muốn gài bẫy ta, Lăng Hàn lạnh nhạt nói, một bên lấy gà nướng ra ăn. Câu Lực nhìn, không khỏi chảy nước miếng, hắn đã ăn xong hai con gà nướng, bây giờ nhìn Lăng Hàn cắn ăn, trong mũi nghe hương vị mê người kia, không khỏi có chút đứng ngồi không yên nói: "Huynh đệ, phân ta một cái đùi gà được không?" Lăng Hàn cười ha ha, hắn tin tưởng một kẻ tham ăn không thể là người xấu, nhưng không phải người xấu tuyệt không ý nghĩ là người tốt, hắn lắc đầu một cái nói: "Muốn ăn, tự mình ăn trộm đi." Đùa giỡn, Lực Ca là loại người như vậy sao? Câu Lực đại nghĩa lẫm nhiên, sau đó liền sầu khổ. Chỉ còn dư lại hai con một công một mẫu có thể đẻ trứng, cũng không thể vì tham nhất thời mà đứt đoạn mất mỹ thực sau này chứ." Lăng Hàn kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi là loại người có tầm nhìn như vậy. Hắn cố ý nhấn mạnh chữ nhìn, Câu Lực vừa nghe liền hiểu được, không khỏi nhảy lên. "Tiểu tử, ngươi thật bẩn, không ngươi vô lại, Bẩn Vương, Kê Tặc, hai người lấy biệt hiệu cho đối phương, sau đó đều nở nụ cười. Thời gian gần đủ rồi, đi thôi." Câu Lực đột nhiên nói. "Đi đâu?" Lăng Hàn hỏi. Ồ, ngươi không phải tới tham gia trao đổi bảo vật gì đó sao? Câu lực kinh ngạc, há, trao đổi bảo vật, Lăng Hàn không khỏi vui vẻ, hắn còn kém mấy khối thần thiết cấp 13, chỉ cần để tiên ma kiếm sông lên cấp 14, vậy liền có thể một hơi tăng lên 3 đẳng cấp, sông lên độ cao cấp 17. Thánh khí, đi một chút đi, ở chỗ nào? Câu lực gãi gãi đầu, còn tưởng rằng ngươi vì thế mới đến, nhưng ngay cả địa phương trao đổi bảo vật cũng không biết. Má. Ngươi sẽ không phải cũng không biết lần này có hai vị đại nhân vật ước chiến chứ? Thật không biết, đại nhân vật gì? Lăng Hàn không ngại học hỏi kẻ dưới, thực sự là thua ngươi, Câu Lực liên tục lắc đầu, vừa đi vừa nói a, à. hai người lên đường, Câu Lực chỉ dẫn phương hướng, ở dưới chân của hai vị hằng hà cảnh, núi lớn sông lớn như cắt hình lui ở phía sau, tốc độ tiến lên nhanh kinh người. Hóa ra, tinh cầu này gọi là Hàn Vân Tinh, thuộc về Cực Quang Tinh vực. Cực Quang Tinh vực là tinh vực cực lớn, hơn nữa rất đúng dịp, lại trong cùng một lúc sinh ra hai vị ma chủ. Tương đương với thánh nhân của thần giới, cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, tuy hai vị ma chủ không có quyết đấu sinh tử, nhưng muốn phân ra cao thấp, bởi vậy hẹn ước mỗi cách 10 vạn năm sẽ luận bàn một lần. Chiến đấu cấp bậc ma chủ, đây là kinh người cỡ nào, bình thường nhìn thấy sao? Bởi vậy này là thịnh hội của cực quang tinh vực, mỗi lần ước chiến luôn có thể hấp dẫn lượng lớn người lại đây vây xem. Đương nhiên, ma chủ là ở trong tinh không khai chiến, bằng không cuộc chiến đánh xong, tinh thể này cũng không còn. Bởi vì người đến thực quá nhiều, mọi người sẽ trao đổi bảo vật mình chưa dùng tới, lâu dần, cái này liền diễn biến thành một hồi thịnh hội. Hiện tại liền có một đám vương giả trẻ tuổi tụ tập ở Hắc Ngọc Sơn, triển khai một hồi bảo vật giao lưu hội. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, nếu là vương giả, vậy lấy ra thần thiết cấp 13 hẳn không thành vấn đề. Non nữa ngày sau, bọn họ đi tới dưới một ngọn núi, chỉ thấy đây là một ngọn núi toàn thân đen kịt, Phía trên mọc đầy dây leo màu đen, lá cây như ngọc thạch, ánh sáng lộng lẫy, bởi vì số lượng quá nhiều, bởi vậy toàn bộ ngọn núi nhìn qua liền như một khối mặc ngọc. Bẩn Vương, theo lực ca, đám gia hỏa này quy củ quá lớn, thực lực không đủ mạnh còn không cho đi vào. Câu Lực nói, Lăng Hàn chỉ nở nụ cười, không có lên tiếng, bởi vì quy tắc, hắn nhìn qua chỉ có tu vi hàng hà cảnh tiểu cực vị trung kỳ, mà sức chiến đấu thông thường cũng là trung cực vị sơ kỳ mặc dù là vượt qua tam tinh, nhưng ở trước mặt vương giả là không đáng chú ý. Dưới chân núi người rất nhiều, đại bộ phận người đều ngồi xếp bằng, số ít người thì ở chung quanh khiêu chiến, vô cùng hiếu chiến. Thấy hai người lăng hàn muốn lên núi, lập tức có một người ngăn cản. Muốn đi tới, các người có thực lực như vậy sao? Câu lực dơ dơ nắm đấm lên, người có thể tới thử xem. Được, người kia lập tức vào tới, phát đao chém rụng. Oanh, câu lực một quyền oanh qua, quyền lực hóa thành một con hồng hoang mãnh thú, chấn bay người kia ra ngoài, hàn quang lóe lên, đao trong tay người kia đã rơi mất. Sau một đòn, người xung quanh nhất thời thành thật, chương 1658, đổ thêm dầu vào lửa thượng. Đi, câu lực không để ý chút nào nói, lang hàn cũng không có để ở trong lòng, nếu hắn bạo phát sức chiến đấu cực hạn, ở trong hàng hà cảnh chỉ có người tu ra cực cảnh mới có thể ngang hàng, đương nhiên sẽ không để loại mặt hàng này ở trong lòng. Hai người dọc theo sơn đạo mà đi, nhưng mới đi vài chục trường, liền gặp một người ngồi ở trên tảng đá lớn tay phải cầm lấy vỏ kiếm mặt đầy lạnh lẽo lang hàn có thể khẳng định thực lực người này cao hơn người dưới chân núi một đoạn có ý tứ những người này còn biết ấn thực lực tìm vị trí sao câu lực không nói hai lời xông lên liền đánh người kia rất mạnh một kiếm chém ra kinh diễm trời cao nhưng so với câu lực vẫn kém sắc không ít rất nhanh liền bị oanh bại tránh đường lang hàn thế mới biết ở minh giới loại hiện tượng này cực kỳ thông thường gặp phải thịnh hội gì chỉ có những người đứng đầu nhất mới có thể tham dự, người chiến bại sẽ ấn thực lực phân bố ở bốn phía, có người mới lại đây, liền phải một đường chiến đấu đi tới. Chẳng trách không có ai trực tiếp bay đến ngọn núi, ở minh giới, đây là quy của người người đều biết. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, may là hắn không có lắm miệng, nếu không chắc sẽ bị người hoài nghi là báo đất từ xó xỉnh nào nhô ra, ngay cả cái này cũng không hiểu. Mỗi cách vài chục trường sẽ có một người cố thủ, thực lực càng ngày càng mạnh, câu lực gặp mạnh càng mạnh hơn, đều có thể ở trong vòng 10 chiêu giải quyết đối thủ, có vẻ sâu không lường được. Lăng Hàn không khỏi cười, làm sao, sợ bị ta biết nội tình sao, câu lực xem hắn vài lần, mới nói, không biết vì sao, trực giác nói cho ta, người cũng không yếu như bề ngoài. Lăng Hàn nghiêm nét mặt nói, trên thực tế, ta đã giết qua thánh nhân của thần giới. Phốc, câu lực nhất thời cười phun ra ngoài, vỗ vỗ vai của Lăng Hàn, lại ôm bụng cười to, thật giống như nước mắt cũng muốn chảy ra. Ngươi không chỉ bẩn, hơn nữa còn rất biết lừa người. Ta thật giết qua thánh nhân A, à. Lăng Hàn cường điệu nói, ừ ừm, câu lực gật đầu liên tục, nhưng dáng dấp cười to của hắn, hiển nhiên là cho rằng Lăng Hàn đang nói một chuyện cười. Lăng Hàn thở dài, tại sao thời điểm hắn đàng hoàng trịnh trọng nói thật sẽ không có người tin tưởng chứ? Hai người tiếp tục lên núi, câu lực xác thực cực kỳ ra sức, một đường quét ngang, bọn họ cuối cùng đi tới trên đỉnh ngọn núi, nơi này có một bình đài lớn, chính giữa có 10 ghế đá, nhưng hiện tại chỉ ngồi 9 người, bốn phía có rất nhiều người đứng như bảo vệ quanh chín người này vậy hiển nhiên người nơi này cũng có thể một đường đánh tới có tư cách tham dự bảo vật giao lưu hội nhưng chỉ có chín tên vương giả mới có thể ngồi lực ca tiến lên lang hàn đột nhiên lớn tiếng nói đánh đổ toàn bộ bọn họ đến thời điểm ngươi đại phát thần uy rồi câu lực nhất thời tái mặt ngươi nha không thể hại ta như thế a à. câu lực có lòng tin với mình tin tưởng ngày sau mình nhất định có thể đắc đạo bước vào cảnh giới ma chủ người người thiết tha mơ ước thế nhưng hiện tại hắn mới chỉ là hằng hà cảnh trung cực vị mà ngồi ở trên ghế hoặc là vương giả hằng hà cảnh đại cực vị hoặc là cường giả hằng hà cảnh đại viên mãn lâu năm hắn hiện tại quá non còn chưa đủ sức tranh đấu với những người này sau này nhất định có thể quét ngang các ngươi hiện tại mình trước tiên nhẫn một hồi hắn thầm nói nhưng không ngờ lăng hàn đột nhiên kéo cổ họng gọi cực kỳ lớn tiếng soạt nhất thời hết thảy ánh mắt đều nhìn lại đương nhiên vẫn có mây ánh mắt rơi xuống trên người Lăng Hàn, nhưng câu lực tuyệt đối là trọng điểm. Liên quan mình cái rắm A, à, câu lực thầm cười khổ, trước hãm hại Lăng Hàn một cái, vốn tưởng rằng cùng đối phương chung một chỗ lưu vong, xem như là kết làm tặc hữu nghị, Lăng Hàn đã bỏ qua một bên, không nghĩ tới tên này căn bản là chưa quên, vào lúc này cũng hãm hại hắn một cái. Các ngươi nhìn cái gì, không biết lực ca chúng ta xưng là vương giả sát thủ, các ngươi lại nhìn, liền đạp toàn bộ các ngươi ở dưới chân chinh phục. Lăng hàn một bộ cáo mượn oai hùng, nhìn cũng làm người ta tức điên. Thật sao? Trong đám người có một thanh niên mặc áo lam đi ra, tóc đỏ đậm, sắc mặt âm trầm, nhìn trầm trầm Câu Lực. Ngươi nhìn ta làm gì? Câu Lực cười ha ha nói: người huynh đệ này của ta yêu thích khoác lác, mọi người không cần để ở trong lòng, nên làm gì thì làm, không cần để ý tới chúng ta. Ha ha, vừa mới nói khoác lợi hại như vậy, giờ kinh sợ. Lại một người thanh niên đi ra, trên tay là một đôi móng vuốt báo cao hơn người bình thường ba cái đầu. Đến, ta ngược lại muốn xem xem vị lực ca này làm sao đạp chúng ta ở dưới chân. Người trẻ tuổi thứ ba nhảy ra, da rẻ có chút khác người, con ngươi là màu bích lục như rắn độc. Câu lực liên tục xua tay, cười nói: đùa giỡn, đùa giỡn. Lực ca, người có phải đàn ông hay không? Cái này cũng có thể nhìn. Lang hàn nhưng đổ dầu vào lửa, làm sao cũng phải để lửa lớn một chút ha Lên, chỉ là ba lâu la lực ca ngươi chắc bọn họ một tay cũng có thể thắng. Thật sao, ba người này đều cười gần, kỳ thực bọn họ cũng không ngu ngốc, biết Lăng Hàn là đang cố ý đổ thêm dầu vào lửa, nhưng có người mới tới, bọn họ tự nhiên muốn ước lượng thực lực của đối phương một hồi. Đến chiến, nam tử như rắn xuất thủ trước, hai tay đánh ra, tựa như không có xương, có thể không ngừng khúc chiết biến hóa, khiến người ta khó lòng phòng bị. Câu lực hơi nhướng mày, nhưng không xuất thủ không được, cũng không thể bị người đánh chứ lăng hàn vội vã nhảy qua một bên hắn thành công đổ thêm dầu vào lửa hiện tại đương nhiên là xem cuộc vui chỉ là hắn cũng không thoát a à, nam tử có móng vuốt báo nhắm thẳng mũi tên vào hắn tiểu tử người rất giỏi a à, không dám không dám bình thường thôi lăng hàn vô cùng khiêm tốn người yếu là không có tư cách đứng trên bình đài này nam tử móng vuốt báo hung hãn ra tay bầu không khí ở minh giới thô bạo hơn thần giới rất nhiều một lời không hợp liền động thủ lăng hàn thở dài tay phải hóa chỉ cùng đối phương chiến lên. Hắn dùng chính là lôi đình kiếm pháp, nhưng lôi đình kiếm pháp là lấy khoái tự kiếm quyết làm nền tảng, lại dung hợp hắn quan sát thiên kiếp mà hình thành lực lượng lôi đình, nhưng hai cái này đều xây dựng ở trên cơ sở của quy tắc thần giới. Bởi vậy, hiện tại sử dụng giao uy lực giảm mạnh. chương 1659, đổ thêm dầu vào lửa hạ. Lăng Hàn cũng không đáng kể, đối thủ chỉ là hàng hà cảnh trung cực vị, hắn tùy tiện vui đùa một chút, cũng mượn tay đối phương gia tăng quy tắc minh giới hắn nắm giữ. Chiến tên bá chủ trên ghế đá chỉ liếc mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt, chiến đấu như vậy căn bản không vào pháp nhãn của bọn họ, nhưng thời gian bảo vật giao lưu hội còn chưa tới, bọn họ liền không có ngăn cản, ngược lại võ giả không phải đều là đánh ra sao. Câu lực xác thực ra sức, chỉ dùng chừng trăm chiêu liền quyết định nam tử mắt rắn, có điều lăng hàn cùng nam tử móng vuốt báo lại đánh Triển Nguyên, cũng làm cho mọi người nhìn mà không hiểu đến cực điểm. Cái tên này rõ ràng tu vi không cao, chỉ là lực lượng lớn chút, vừa nhìn chính là sẽ bị thua rất nhanh nhưng hắn lại có thể không ngừng chống đỡ, khiến người ta nhìn mà tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Các người có phát hiện hay không, thực lực của người này thật giống như so với lúc mới bắt đầu mạnh hơn một chút. Ồ, người nói không sai, giống như thực sự là như vậy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây cũng quá quỷ dị, tuy đại bộ phận vương giả đều lấy chiến nuôi chiến, chiến đấu càng nhiều, thực lực tăng lên càng nhanh, nhưng cũng không có khuếch đại như Lăng Hàn A. Đánh một trận xong, làm sao cũng phải bế quan mấy tháng thậm chí mấy năm tổng kết ra không đủ của mình ở trong chiến đấu sau đó cải tiến thực lực tự nhiên sẽ tăng lên một ít nhưng lăng hàn thì sao một bên đánh một bên liền có thể tăng cao thực lực đây là biến thái cỡ nào thiên phú võ đạo như vậy là muốn nghịch thiên rồi cái này là bọn họ nghĩ quá nhiều cảnh giới của lăng hàn vốn là hằng hà cảnh trung cực vị nhưng nắm giữ quy tắc của minh giới còn ở tiểu cực vị bởi vậy chỉ cần hắn nắm giữ quy tắc của minh giới nhiều một phần thực lực tự nhiên sẽ tăng một chút. Cùng nam tử móng vuốt báo đánh nhau, chính là một quá trình để hắn ra tốc nắm giữ quy tắc minh giới. Nhưng người khác lại không biết, nửa ngày trôi qua, Lang Hàn đã từ toàn diện phòng ngự, biến thành mỗi 10 chiêu thì có thể trả một chiêu, sau đó chậm rãi biến thành 9 chiêu trả một chiêu, 8 chiêu trả một chiêu, trở nên càng ngày càng mạnh. Điều này làm cho các bá chủ đều liếc mắt, nếu để cho tên này không ngừng đánh, có phải là một đường đánh tới cảnh giới ma chủ không? Sau một ngày lăng hàn đã hoàn toàn không rơi xuống hạ phong nam tử móng vuốt báo kinh hãi ngừng tay đánh tiếp nữa lăng hàn liền ở thực lực vượt qua hắn cái này ngẫm lại liền để hắn hoảng sợ lăng hàn chưa hết thòm thèm làm sao không đánh đánh muội muội ngươi a à, có tên biến thái như ngươi sao nam tử móng vuốt báo không trả lời trực tiếp chen vào đoàn người hắn trốn còn không thoát sao câu lực đi trở về nhìn lăng hàn nghiêm nét mặt nói cái tên nhà ngươi thật là kỳ quái Ngươi cũng không đơn giản a, à, ta cũng không biết người mạnh như thế nào. Lăng Hàn cũng nghiêm nét mặt nói, bẩn vương, nhưng sau một khắc câu lực sẽ không có chính hình. Kê tặc, Lăng Hàn cũng không cam lòng yếu thế. Khắc, thời gian gần đủ rồi, bắt đầu giao lưu bảo vật đi. Trên ghế đá, một tên bá chủ nói, hắn nhìn qua hơn 30 tuổi, là người lớn tuổi nhất ở đây, bởi vì đức cao vọng trọng, nên chủ trì lần giao lưu hội này. Mọi người thay phiên lấy bảo vật ra, người cảm thấy hứng thú có thể ra giá, cầm vật phẩm trao đổi, do chủ nhân bảo vật đến quyết định trao đổi với ai. Tên bá chủ này gọi Quảng Phi Trần, tu vi hàng hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao, từ 100 triệu năm trước liền tu đến đại viên mãn, nhưng đối lập tuổi tác cũng chỉ chừng 30 tuổi, có thể nói là chính trực thịnh niên, khí huyết ngút trời. Ta được mọi người đẩy làm chủ nhân, vậy trước thả con tép, bắt con tôm A. Hắn cười nói, tay phải mở ra, lòng bàn tay có thêm một trái cây rất đỏ. Đây là hồng tình ngư quả, có thể để cho hàng hà cảnh tu vi tăng vọt một đoạn, nhưng dược lực lại hết sức cuồng bạo, ấn suy đoán của ta, trừ khi có ma chủ ra tay chân áp, nếu không chỉ có đạt đến hàng hà cảnh đại viên mãn mới có thể gánh vác xung kích của dược lực như vậy. Mọi người vừa nghe, không khỏi đều lắc đầu, cái này quá cao, mời ma chủ ra tay giúp đỡ. Có mấy người làm được, không tình ngư quả này có chút vô bổ, người cần chân chính không dám ăn, mà tu vi bước vào hàng hà cảnh đại viên mãn, vậy phía trước đã không có cửa ải khó, Tu luyện mấy vạn mấy triệu năm khẳng định có thể đạt đến đỉnh cao. Lại nói, đến một bước này liền phải thể ngộ quy tắc thiên địa, bằng không số lượng của ngôi sao có thể chậm rãi tăng lên, nhưng Vĩnh Viễn không thể bước ra bước cuối cùng, bước vào sáng thế cảnh. Đương nhiên, nếu như phía sau có một vị ma chủ, đây chính là thiên tài địa bảo chân chính. Có cần, liền lấy ra bảo vật trao đổi đi. Quảng Phi Trần nói xong liền ngậm miệng lại, quét nhìn mọi người. Ta nơi này có một viên tử xương đan có thể để cho người tu luyện công pháp băng hàn trong khoảng thời gian ngắn sức chiến đấu tăng lên một tinh. Có người mở miệng, Quảng Phi Trần lắc đầu, thứ nhất hắn tu không phải công pháp băng hàn, thứ hai thiên tài địa bảo trực tiếp tăng cao tu vi quý giá hơn đan dược trong thời gian ngắn bạo phát sức chiến đấu, chỉ ít một viên là còn thiếu rất nhiều. Ta có một quyền độ sinh công bản thiếu, không biết Quảng Huynh có thỏa mãn không? Lại có người nói, Quảng Phi Trần lộ ra vẻ kinh ngạc nói, là phần nào, bản chung, người kia nói, Quảng Phi Trần lần thứ hai lắc đầu, đáng tiếc, ta không cần bản chung, nhưng cái này để những người khác xì xào bàn tán, độ sinh công ở minh giới đại danh đỉnh đỉnh, có người nói chính là một vị ma chủ lưu lại, nhưng đã sớm giật tán, dù hiện tại hiếm hoi còn sót lại ba bản thiếu cũng cực kỳ khó lường. Cái này đã không thể biết công pháp ma chủ kỳ diệu, nhưng được ba tàn quyền, vẫn có thể thăm dò một chút, có rất nhiều chỗ tốt. Quảng Huynh, ta có một khối thần thiết cấp 13, có thể trao đổi một hồi hay không? Lại có người nói. Quảng Phi Trần vẫn lắc đầu như cũ, hắn đã là hàng hà cảnh đại viên mãn, muốn thần thiết cấp 13 có ích lợi gì. Nhưng Lang Hàn lại nhớ người này, chờ sau đó nếu đối phương lấy ra thần thiết cấp 13 trao đổi, hắn nhất định phải đắc thủ. Hắn ho khan một hồi nói, Quảng Huynh, ta có một chén trà, người trước tiên thưởng thức một hồi.